các bạn đang nghe truyện ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới trên kênh TV Audio CV. Chương 2835, tranh giành phiên thiên ấn. Trên thực tế, chuyện này quả thật là không thành vấn đề. Nhưng thực tế thì cũng chắc chắn không đơn giản như trong tưởng tượng. Vậy tại sao phải để thần minh giữ chứ? Vô lượng đại sư của vạn Phật môn chẳng phải cũng giữ được phiên thiên ấn này à, hay nói cách khác, thần minh có cách riêng của mình một vị cường giả hét lên không sai cho dù đã tới lúc lập lại quy tắc quy tắc đó chắc chắn cũng có lợi cho thần minh các ngươi sau khi các ngươi lấy về thần minh các ngươi có thể nhắm vào người mình mà lập lại quy tắc đồng thời các ngươi có đủ thời gian chuẩn bị gì đó vậy thì công bằng sao không sai bọn ta dựa vào mà phải chịu oan như thế cho nên tất cả đều dựa vào bản lĩnh của mình đợi tới khi sức mạnh của phiên thiên ấn này tiêu tan tự dựa vào sức mình mà đi lấy ta đồng ý ta cũng đồng ý rõ ràng đề nghị của mộ dung tình đã không nhận được sự ủng hộ của mọi người đúng quả thật cần phải lo tới ám minh nhưng trước mắt bảo bối này bày ở trước mặt họ tuy xác suất mà tất cả tự mình giành lấy cũng khá nhỏ nhưng cũng còn hơn bị người của thần minh dở trò này kia đúng chứ chí ít họ cũng có cơ hội phải không mộ dung tình cho mày. Đây chính là bản tính con người. Vậy ám minh phải làm sao? Tần Việt gào lên. Ám minh, bọn họ cũng là một thành viên của đại lục, họ cũng có tư cách tranh đoạt phiên thiên ấn. Họ chỉ là ở phe đối địch chúng ta mà thôi. Hơn nữa, chúng ta có nhiều người thế này, cũng không đến mức cuối cùng bảo bối còn bị người của ám minh đoạt lấy chứ. Không sai. Có điều ám minh này không xuất hiện, chúng ta càng không ra tay mà thôi. Chỉ cần bảo đảm giữa chúng ta không tàn sát lẫn nhau là được. 2. Trong lòng của một số người của thần minh cũng thở dài. Nói thế nào đây, tuy thần minh có sức hiệu triệu, nhưng về mặt lý thuyết thì thần minh cũng thuộc về một thế lực. Cách nghĩ của họ cũng quả thật có thể hiểu được. Nhưng e là họ thật sự quá coi thường ám minh rồi. Tần đại nhân, ngươi thấy làm sao thì ổn một vị lão giả của thần minh đứng cạnh tần việt lên tiếng hỏi tần việt cũng cho mày hai hắn thở dài ngao ngán vậy còn có cách gì đây chúng ta cũng không đến mức miễn cưỡng lấy phiên thiên ấn trời đi phải không nếu làm như vậy hình tượng của thần minh tại đại lục sẽ bị ảnh hưởng trừ việc này ra e là đám người này cũng không vui vẻ muốn ra tay đối phó chúng ta ngăn cản chúng ta thôi nhưng ám minh vẫn còn trong bóng tối ta biết sau đó tần việt lấy điện thoại ra thần minh còn một số người đang trên đường tới nếu đám người này đều không đồng ý vậy cũng hết cách rồi đành phải đánh nhau thôi chính ngay lúc này trên hư không sức mạnh của phiên thiên ấn tiêu tan nhưng nó còn lơ lửng trong không trung có thể tranh đoạt rồi đám đông ngạc nhiên nhìn phiên thiên ấn trên đỉnh đầu mặc dù phiên thiên ấn trong mắt họ có thể không mạnh mẽ như thế, nhưng đây là sự tồn tại gần với đẳng cấp huyền thiên thánh khí, thậm chí nó được xem như huyền thiên thánh khí. Nhưng vẫn chưa lọt vào top 10 mà thôi. Nhưng hệ có thể được gọi là huyền thiên thánh khí, vậy chắc chắn không phải thứ yếu. Đương nhiên họ cũng muốn có được. Ai có được, người đó có thể nhờ phiên thiên ấn này mà trở thành đỉnh cấp cường giả. Sức chiến đấu của họ sẽ đạt đến mức thăng cấp cực đại. Vù. Lúc này, một bóng dáng trực tiếp nhảy vào trong hư không, vươn tay xông về phía Phiên Thiên Ấn kia, ý định muốn giữ nó trong tay, trở thành vật trong túi của hắn ta. Bây giờ, đối với đám người này mà nói, cách nghĩ của họ rất đơn giản. Lấy được Phiên Thiên Ấn, sau đó trực tiếp bỏ chạy, cũng không cần ở lại đây một giây nào. Cường giả xông về phía Phiên Thiên Ấn này, cách nghĩ của hắn chính là như thế, trực tiếp lấy nó đi, sau đó bỏ trốn nếu không thì hắn cần phải đối đầu với tất cả những người ở đây. Sắp tới rồi. Hắn bay về hướng phiên thiên ấn, vươn tay ra, lập tức sắp lấy được nó. Tuy nhiên chính ngay lúc này, đột nhiên có một cổ sức mạnh lao về phía hắn ta. Bây giờ cường giả đó dùng toàn bộ sức chú ý của mình lên phiên thiên ấn, cho dù hắn cảm nhận được sức mạnh cường đại, nhưng hắn cũng phản ứng không kịp để né. Thình thịch. Sau đó, tên cường giả kia trực tiếp bị trúng đòn nam hải tôn giả không lên tiếng mà muốn giành phiên thiên ấn như vậy có phải hơi quá đáng rồi không một bóng dáng trực tiếp bay đến cạnh nam hải tôn giả hừ lạnh một tiếng sau đó bóng dáng của hắn lao về phía phiên thiên ấn trực tiếp bắt lấy phiên thiên ấn cho dù phiên thiên ấn còn sức mạnh rất cường đại nhưng bây giờ đối với hắn mà nói đã đủ chống lại phiên thiên ấn cường giả kia cảm nhận sức mạnh cường đại trong tay, nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Nhưng bây giờ vốn không thể mượn sức mạnh cường đại của phiên thiên ấn để tác chiến, vì đối với hắn mà nói, cần phải nhận chủ nhân mới được. Trúc, đây là phản ứng đầu tiên của vị lão giả. Tuy nhiên, hắn vừa định chạy, đột nhiên có một người đi tới trước mặt. Nhạc sơn tôn giả, e là ngươi không lấy đi phiên thiên ấn này được rồi. Hắn nói xong, trực tiếp vỗ một chưởng qua. Phục. Nhạc sơn tôn giả kia bị trúng một chưởng, một nguồn máu tươi phun ra, sau đó cơ thể bay ra ngoài, phiên thiên ấn trong tay lại rơi ra. Đám đông nhìn thấy. Xoạt. Tất cả đồng loạt xông lên. Bỗng chốc, số lượng lớn cường giả xung quanh xông về phía phiên thiên ấn. Cuộc đại chiến hết sức căng thẳng, bỗng dưng xung quanh hỗn loạn cả lên. Hai. Tần Việt nhìn cảnh này mà cảm thán chuyện đã đến nước không kiểm soát được rồi tuy họ nói là trước khi người của ám minh xuất hiện thì sẽ không ra tay nhưng cái thứ gọi là nhân tính này quá phức tạp rồi khi họ nhìn thấy một người lao về phía phiên thiên ấn trong lòng nghĩ ám minh không xuất hiện người tuyệt đối không ra tay trực tiếp thì không có suy nghĩ này trực tiếp xông thẳng qua không kiểm soát được tần đại nhân chuyện này làm thế nào mới tốt đây tần việt liếc nhìn khắp nơi cơ bản đã vượt tầm kiểm soát rồi. Chuyện này có thể làm sao nữa đây, hết cách rồi, hai. Hắn thở dài. Giờ còn cách gì đây, bóng tối. Thánh nữ điện hạ, họ đánh nhau rồi. Linh U thánh nữ dừng lại, khóe miệng lộ nụ cười mỉa. Nhân tính thật buồn cười. Linh U thánh nữ cười kinh thường. Nàng vốn tưởng họ có thể sẽ có cách làm mọi thứ ổn định trở lại. Nàng cũng lo như vậy, cho nên đề nghị ra tay. Nhưng bây giờ xem ra, nhân tính còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của nàng, còn tức cười nữa chứ. Cơ bản là không kiểm soát được. Thánh nữ Điện Hà, vậy chúng ta Lát nữa hẳn ra tay sao? Có người hỏi. Linh U thánh nữ kẻ trầm ngâm. Nói thế nào đây, thật ra có một số chuyện cần phải cân nhắc một chút. Tốt nhất chính là họ đánh nhau, hai bên đều thiệt hại, tiêu hao cực lớn lúc đó ra tay thì chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng nếu có người đột nhiên ra tay, mang phiên thiên ấn trực tiếp bỏ chạy, vậy nàng ra tay coi như cũng thất bại. Nhưng, lần này, mục đích Linh U Thánh Nữ tới nhưng không chỉ là phiên thiên ấn. Nàng muốn tranh thủ diệt trừ một số lượng lớn người của thần Minh. Đây cũng là kế hoạch của ám Minh. Vì lời này thần Minh chắc chắn sẽ có không ít người tới, nếu đã tới thì cũng đừng hòng mà đi ra tay đi, cẩn thận bọn họ bỏ chạy. Linh U Thánh Nữ nói, rõ. Sau đó, họ tăng tốc đến Đại Hậu Sơn. Bên kia, rất nhiều cường giả vẫn đang tranh giành phiên thiên ấn. Tất cả người của thần minh không ngừng tranh giành phiên thiên ấn, họ đang tập trung tại đây. Tần Việt gào to lên. Thần thủ sứ vẫn đang lên kế hoạch, tương đối mà nói thì họ vẫn cần nghe lệnh. Tuy nhiên, thần thủ sứ cần chú ý hơn sự tồn tại của ám minh. Thiết lập thần thủ đại trận. Tần Việt nói. Rõ. Sau đó, đám đông từ từ tản ra. Soạt. Đột nhiên, một bóng người bay qua, trực tiếp xuyên không bóp cổ của một thần thủ sứ. Tần Việt các hạ, ngươi cảm thấy thần thủ đại trận có tác dụng với bọn ta ư. Vị lão giả kia đeo mặt nạ lộ ra nụ cười mỉa mai, sau đó tay hơi dùng sức trăng rắc thần thủ sứ có cảnh giới vốn không cao như vậy trực tiếp bị bẻ đứt cổ, rơi xuống đất ngay. đồng thời số lượng lớn người của ám minh tràn khắp mọi ngõ ngách ở đại hậu sơn, tất cả bọn họ đã bị bao vây. đôi mắt của tần việt tỏ ra nghiêm nghị. tần việt các hạ, ta đã nghe đại danh của ngươi từ lâu, sự tồn tại khả năng thiên phú nhất của thời đại hoàng kim năm xưa, thân mang thần huyết một dục, bóng dáng của linh u thánh nữ chập chờn chậm rãi đi từ phía sau số đông cường giả của Ám Minh ra phía trước. Linh U thánh nữ, quả nhiên ngươi tới rồi. Đôi mắt của Tần Việt trở nên nghiêm nghị. Mộ Dung cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Linh U thánh nữ thấy Mộ Dung Tình, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên và nói: Ta vẫn hy vọng không gặp lại thì tốt hơn. Mộ Dung Tình thản nhiên đáp: Được, vậy hôm nay ta thỏa mãn tâm nguyện của Mộ Dung cô nương. Sau hôm nay, e là chúng ta cũng không gặp lại nhau được nữa, vì Đôi mắt xinh đẹp của nàng khẽ nheo lại. Tất cả các ngươi, toàn bộ đều phải chết tại đây hôm nay. Ha. Phía trên, đột nhiên một cường giả đã lấy Phiên Thiên Ấn bị xuyên tim, sau đó một cường giả của Ám Minh không biết từ đâu xuất hiện bắt lấy Phiên Thiên Ấn, đáp xuống bên cạnh Linh U thánh nữ, cung kính giơ tay ra. Thánh nữ điện hạ, Linh U Thánh Nữ vương tay cầm lấy phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn, cuối cùng có được ngươi rồi. Khóe miệng của nàng khẽ nhếch lên. Đôi mắt của Tần Việt tỏ ra nghiêm nghị, tất cả nghe lệnh, giết hết cho ta. Rõ. Bỗng chốc, các thần thủ sứ từ từ xông về hướng của người bên ám minh. Mà đám cường giả khác, họ cũng thấy phiên thiên ấn bị người của ám minh lấy đi, vậy thì bây giờ, chuyện mà họ cần làm là hợp tác với thần thủ sứ, trước tiên giải quyết ám thủ sử đã. Mà Linh U Thánh Nữ chẳng hề hoảng. Kích hoạt ám giới đi. Nàng thản nhiên nói. Rõ. Sau đó, một cổ sức mạnh đáng sợ phóng thích ra xung quanh, phủ lên toàn bộ Đại Hậu Sơn. Kết giới này khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác. Chuyện này là sao? Họ trố mắt nhìn mọi thứ trước mắt. Đây không phải kết giới không gian bình thường một vị cường giả nhân lúc thần thủ sứ và ám thủ sử đấu nhau hắn tranh thủ phóng thích sức mạnh cường đại oanh tạc ám giới kia đột nhiên hắn phát hiện cơ bản không phá được không chẳng phải không phá được mà là toàn bộ sức mạnh của hắn đều bị ám giới này hấp thụ ngược lại trở thành sức mạnh của ám giới ám minh này muốn làm gì con ngươi của đám đông khẽ co rút họ không phải muốn nhốt chết chúng ta hay sao điên rồi à họ nghĩ chuyện này đúng là có vẻ không hợp lẽ thường người của ám minh này không phải họ tới đây là để tranh giành phiên thiên ấn sao bây giờ họ làm vậy là sao họ phong tỏa toàn bộ đại hậu sơn là muốn làm gì đây tự họ không chạy ư nếu họ có được phiên thiên ấn họ không muốn chạy ra ngoài mấu chốt đây vẫn không phải là kết giới không gian phổ biến nếu chỉ là kết giới không gian phổ biến có lẽ họ cảm thấy có gì đó có thể rất bình thường nhưng ám giới này là một kiểu thủ đoạn chuyên dụng của ám minh vô cùng lợi hại họ hoàn toàn không cần phải vì phiên thiên ấn này mà lôi ám giới ra dùng nếu phóng thích kết giới không gian thì có thể hiểu vì họ đang lo ai đó cướp mất phiên thiên ấn rồi bỏ trốn ngay vậy thì dùng kết giới không gian có thể thành công ngăn họ bỏ chạy nhưng ý nghĩa của việc phóng thích ám giới này là sao ám giới này về mặt lý thuyết thì khó mà phá vỡ Ám minh này không muốn để họ rời đi, điên rồi sao, huống hồ, bây giờ phiên thiên ấn đã rơi vào tay của người bên ám minh, họ muốn làm gì đây, lên. Linh U Thánh Nữ ra lệnh, số lượng lớn ám thủ sử nhau nhau lao về phía đám đông. Cuộc chiến hết sức căng thẳng. Số lượng lớn võ giả và người của thần thủ sứ lần lượt chiến đấu với ám thủ sử. Không đúng. Mộ dung tình dùng thanh kiếm đánh lui một tên ám thủ sử, nàng trao mày và đáp xuống đất. Mục tiêu của ám minh này không chỉ là phiên thiên ấn, họ là muốn giải quyết hết đám người có mặt ở đây, nếu không thì sao họ lại dùng ám giới, nếu không thì họ đã lấy được phiên thiên ấn, sao còn chưa đi, vậy cho dù có thể không dễ dàng đi như thế, dù gì họ cũng có thể đuổi theo, nhưng chí ít có thể khiến linh u thánh nữ mang phiên thiên ấn trời đi, những người khác bọc hậu cho nàng. Hơn nữa, một khi ám giới này kích hoạt, trừ phi họ tự mình xóa bỏ nếu không thì bản thân họ cũng không thoát ra. Cho nên mục tiêu của họ không chỉ là phiên thiên ấn, Mộ Dung Tình nghĩ tới đây, con ngươi khẽ co rút. Ám Minh này, rốt cuộc có tự tin gì chứ? Mộ Dung Tình chắc đang liếc nhìn đám người của Ám Minh đang tới. Vốn không có sự tồn tại rất mạnh, chỉ có một vị thần tôn, chắc là hộ pháp của Linh U thánh nữ của Ám Minh, một cường giả của Ám Minh chuyên trách bảo vệ Linh U thánh nữ. Nhưng tuy ngươi là thần tôn bọn họ ở đây có tầng việt tuy hắn là vạn cổ chí tôn nhưng hắn có thần huyết một dục hơn nữa hắn là cường giả đỉnh cấp thiên tài chất lượng và năng lực tuyệt đối không phải vạn cổ chí tôn bình thường có thể so được không thể nói là có thể đánh được thần tôn chí ít hắn đạt được thần huyết một dục giữ chân thần tôn cũng không thành vấn đề những người khác thì chất lượng của tất cả cường giả cũng tương tự thậm chí võ giả bên họ nhiều hơn dù gì số đông tới đây cũng không phải võ giả của ám minh nhưng mà ám minh này chắc chắn có tự tin gì đó sự tự tin của họ tuyệt đối không chỉ là một thần tôn mà thôi có thể là gì đây cường giả của họ đang đuổi tới đây sao nhưng thần minh cũng có cường giả đang tới đây chẳng qua bây giờ tình hình vô cùng nguy hiểm họ đã bị nhốt tại đây họ không thoát ra khỏi ám giới này họ đành phải nghênh chiến Mọi người, đừng có nấn ná ở lại, Ám Minh này muốn tiêu diệt chúng ta, giết. Tần Việt gào to. Giết. Đám đông cũng hừng hực ý chí chiến đấu. Dù gì họ cũng thấy khó chịu với Ám Minh từ lâu. Hơn nữa, Phiên Thiên ấn này đang trong tay của Linh U thánh nữ bên Ám Minh. Dựa vào cái gì chứ, họ còn phải tranh giành Phiên Thiên ấn mà. Hơn nữa họ cũng có nhiều người. Một đám ngu ngốc ánh mắt của Linh U Thánh Nữ tỏ ra coi thường. Trước tiên chơi với họ, để họ cảm nhận được một tia hy vọng, sau đó hẳn để họ tuyệt vọng. Linh U Thánh Nữ nói với vị thần tôn bên cạnh. Rõ, Thánh Nữ Điện Hà. Sau đó, vị thần tôn kia trực tiếp xông ra ngoài. Mà đối thủ của hắn hiển nhiên là Tần Việt. Tần Việt cũng trực tiếp nghênh chiến. Ầm. Uhm. Hai nắm đấm của họ va vào nhau, trong phút chốc sức mạnh lan tỏa ngươi tránh đi. Tam nương xông qua bên cạnh Diệp Thiên Dật rồi nói. Hắn gật đầu, sau đó cũng chẳng hề chần chừ mà trực tiếp chuồn đi. Chỉ có một mình hắn, vốn không thu hút sự chú ý quá lớn. Tuy đại hậu sơn này trải qua không ít cuộc chiến, nhưng dẫu sao thì nó cũng là một ngọn núi, một người muốn trốn đi thì vô cùng đơn giản. Dù gì họ đang chiến đấu, cũng đâu phải nói là phải tập trung đi tìm Diệp Thiên Dật. Hắn nấp tại một cái cây chỉ cần bên này không có cường giả sang đây vậy thì chẳng có nguy hiểm gì cả rốt cuộc ám minh này muốn làm gì diệp thiên giật khẽ trầm ngâm tuy hắn không hiểu hết rất nhiều thứ ở bên này nhưng chắc hắn cũng biết rõ vài thứ ám giới này là gì thì chắc diệp thiên giật cũng rõ cho nên hắn cũng không hiểu theo lý mà nói mục tiêu của ám minh này chính là phiên thiên ấn nhưng bây giờ họ có được nó mà không bỏ đi mà thiết lập ám giới tại đây. Đương nhiên nguyên nhân đó rất đơn giản, họ muốn giết sạch những người ở đây. Được rồi, thật ra cũng khá là dễ hiểu. Ám minh và thần minh bọn họ là hai thế lực đối lập, muốn tranh thủ loại trừ số lượng lớn thành viên của thần minh để lập uy, chuyện này cũng không thành vấn đề. Nhưng điều này lại cho ta cơ hội. Diệp Thiên giật khẽ trầm ngâm. Bây giờ có lẽ hắn không giúp ích gì cho cuộc chiến này, hắn cũng không có ích gì nhiều. Nhưng một khi đến 12 giờ, hắn có thể kích hoạt hệ thống mới. Nói thật thì tới thần vực, thật ra không phải Diệp Thiên vật muốn kích hoạt hệ thống mới. Thứ nhất, nếu hắn làm rầm rộ ở đây thì cũng không hẳn là tốt. Dù gì hắn chẳng thấy ai là người thân, hơn nữa, thực lực của hắn chỉ có chân thần cảnh. Rất nhiều người ở đây muốn giết hắn thì quá dễ dàng, cho nên Diệp Thiên vật cảm thấy gia nhập thần minh cũng quả thật là sự lựa chọn không tồi. Thứ hai, vốn dĩ tới thần vực chính là một giai đoạn thăng cấp bản thân vô cùng quan trọng. Chắc hắn cũng biết trong đồ đằng chi địa, cực hạn cường độ của hệ thống này cũng khoảng thần chí cao. Nói cách khác, cùng lắm chỉ có thể đối phó thần chí cao. Ví dụ hệ thống vô địch, có thể ngăn chặn mọi tổn thương, bao gồm sự tổn hại của thần chí cao. Nhưng sức mạnh của thần chí cao qua mạnh có thể gây ra tổn thương nhẹ cho Diệp Thiên Dật. Trong tương lai, Diệp Thiên Dật biết còn có sự tồn tại của thượng giới, thậm chí thượng giới lúc nào cũng có thể đe dọa đến họ. Mà hệ thống cũng không có bất kỳ sự hỗ trợ nào cho những sự tồn tại đó. Do vậy, Diệp Thiên Dật quả thật không thể quá ỷ lại vào hệ thống. Tuy là nói như vậy, nhưng có lúc cũng cần có hệ thống. Ví dụ như Phiên Thiên ấn này, Diệp Thiên Dật muốn có được. Mà với năng lực của hắn trong tình hình này thì chẳng thể có được nó. Vậy thì đành nhờ hệ thống thôi. Thật ra cũng không có vấn đề gì. Trong tình huống bình thường, cảnh giới này của Diệp Thiên Dật không có tư cách xuất hiện tại đây. Nhưng vì có sự tồn tại của hệ thống, hắn có thể xuất hiện ở đây, tiếp xúc với thứ mà về mặt lý thuyết hắn khó có thể tiếp cận được. Đây cũng là nguyên nhân trên người của Diệp Thiên Dật có rất nhiều thứ, nào là phát tắc, nào là huyền thiên thánh khí, nào là chí trăng chi phong, nào là vĩnh hằng chi tâm, nào là thiên hồn đồ đằng. Vì hệ thống của Diệp Thiên Dật và những thứ khác đưa hắn lên một độ cao mà theo lý thì hắn không cách nào chạm tới. Cũng có nhiều lợi ích. Có thể khiến hắn đạt được nhiều sức mạnh cường đại hơn. Xem ra Ám Minh này đúng thật là muốn giết hết toàn bộ đám người của thần Minh. Diệp Thiên Dật âm thầm liếu lưỡi, núp trong bóng tối quan sát chiến trường. Thần Tôn chẳng qua chỉ có vậy. Tần Việt và thần Tôn kia không ngừng giao chiến sức mạnh không ngừng va vào nhau, hắn cũng không yếu thế lắm. Chỉ có thể nói, thần huyết này khiến thể phách của hắn trở nên cường đại vô cùng. Đơn giản mà nói, có thể thể phách của hắn là trình độ thần tôn. Không hổ là người nổi bật thờ đại hoàng kim năm xưa. Nếu cho ngươi thêm thời gian vài trăm năm, ngàn năm, e là một vị thần chí cao đỉnh cấp sắp chào đời. Chỉ đáng tiếc, lần này ngươi phải vĩnh viễn ở lại nơi này. Thần tôn kia cười mỉa vậy sao dựa vào các ngươi còn nói ám minh ngươi còn có người đang trên đường tới đây cho dù là có thần minh ta cũng có ầm uhm. họ vừa nói vừa chiến đấu ha 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 vậy ngươi khó tránh cũng nghĩ ám minh ta đơn giản quá rồi thời gian sắp tới rồi thánh nữ điện hạ cường giả kia gào lên linh u thánh nữ đứng tại đó ừm nàng khẽ trầm ngâm một tiếng sau đó cơ thể mềm mại của nàng bộc phát ra một cổ sức mạnh hắc ám cường đại vô cùng hả đám đông ngờ ngờ nhìn sang nàng nàng định làm gì thế khóe miệng của linh u thánh nữ khẽ nhếch lên bỗng chốc một cổ sức mạnh màu đen xông thẳng lên trời ầm 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 trên hư không kia gió mây lập tức thay đổi xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ mà sức mạnh của vòng xoáy tập trung vào vị trí nào đó của đại hậu sơn trong phút chốc, màn sương đen kinh khủng bên cạnh Linh U Thánh Nữ mang lại cho người khác cảm giác vô cùng sợ hãi. Đây là con ngươi của đám đông co rút kịch liệt. Đây là sức mạnh ám ma của một trong thượng cổ thập nhị ma thần. Cái gì? Làm sao có thể? Sao họ có thể có sức mạnh của ám ma? Không. Ám minh này, rốt cuộc họ có được sức mạnh của ám ma từ khi nào? Hình như cổ sức mạnh này đã thuộc về sở hữu của Linh U Thánh Nữ, sao lại như vậy? Sau đó, đám đông trừng mắt nhìn nàng phóng thích sức mạnh của ám ma tràn vào cơ thể của thần tôn kia. Ư ừ a, à, bỗng chốc, xung quanh cơ thể của thần tôn kia cũng có màn sương đen vây lấy, đồng thời đôi mắt của hắn dường như cũng nổi màn sương đen, khí thế tăng vọt ngay lập tức. Thần huyết một dục phải không? Để lão phu chứng kiến thành quả của thần huyết một dục của ngươi rốt cuộc lớn cỡ nào? thần tôn kia quát lên đấm một phát vào tầng việt cú đấm này thậm chí còn chưa chạm tới tầng việt thậm chí khoảng cách giữa họ còn rất xa chỉ vỏn vẹn là cú đấm ngang qua tầm cơ thể của tầng việt dường như chịu trạng đòn cực lớn với tốc độ cực nhanh lao xuống dưới đất tầm một tiếng nổ vang cơ thể của hắn đập xuống đất tạo thành một hố sâu Điều này đủ thấy thần tôn này có được sự gia trì của sức mạnh của ám ma thì mạnh đến nhường nào, ha ha ha. Thần tôn kia cười mỉa. Vù. Chính ngay lúc này, đột nhiên một đạo lôi quang từ chỗ hố sâu mà tần việt đập trúng phóng ra ngoài. Cái gì? Thần tôn kia bao gồm rất nhiều người của ám minh, thậm chí là linh u thánh nữ cũng ngỡ ngàng. Mạnh thế à, tần việt kia mang theo lôi đình đầy trời lao về phía thần tôn của ám minh kia. Tốc độ cực nhanh. Nhưng khóe miệng hắn còn mang theo chút máu tươi. Nhưng thần tôn này thật sự không ngờ, cũng chẳng kịp phản ứng. tầm uhm. Sức mạnh cường đại trực tiếp tập kích lên người của thần tôn kia. Hắn bay ra ngoài, nhưng dù gì cũng không phải chuyện quá to tát. Dẫu sao một vạn cổ chí tôn, cho dù là đỉnh cấp thiên tài ở thời kỳ nào, vậy cũng không thể lấy tư cách là vạn cổ chí tôn gây tổn hại chí mạng cho thần tôn chênh lệch giữa thần tôn và vạn cổ chí tôn không phải một chút xíu. Nhưng hắn bị tổn thương như vậy, thần tôn kia còn có sức mạnh của ám ma gia trì, vậy thì không gây tổn hại chí mạng cho tần Việt. Chuyện này vẫn khá là không hợp lẽ thường. Đây chính là thần huyết một dục sao. Linh U Thánh Nữ nhìn cảnh này thì âm thầm cảm thán, Cũng có vẻ ngưỡng mộ một chút. Vậy cũng quá mạnh rồi hiệu quả của thần huyết một dục này còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Nhưng, vậy thì có ích gì, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể ra tay với thần tôn này mà thôi, chỉ thế thôi. Còn sức mạnh ám ma của nàng, thậm chí còn chưa thật sự sử dụng. Tên nhóc này giỏi, đúng là lợi hại. Quả nhiên hành động lần này của chúng ta không sai, chỉ cần giết ngươi, nếu không thì đợi một thời gian, ngươi chắc chắn sẽ trở thành một đối thủ của ám minh ta thần tôn kia nhìn chầm chầm vào tần việt rồi nói. Không sai, lần này họ ra tay, trừ việc đối phó thần thủ sứ ra, thật ra có rất nhiều nguyên nhân là vì đối phó tần việt. Họ có biết tần việt sẽ tới, cho nên họ muốn trừ khử người này. Rất nhiều người tỏ ra không hiểu. Một tần việt thôi mà, vạn cổ chí tôn thôi, hắn có thể gây bao sóng gió to tác gì chứ, có lẽ bây giờ rất nhiều người sẽ không nghĩ như vậy. Tần việt này có sức chiến đấu nghịch thiên thậm chí hắn còn có rất nhiều sức mạnh cường đại vẫn chưa sử dụng. Một vạn cổ chí tôn mà có thể đấu với một thần tôn, chuyện quả thật bất thường. Mà khả năng thiên phú của hắn ta, chắc chắn có thể được thăng lên thần chí cao. Nếu hắn là thần chí cao, vậy thì chỉ một người thôi là có thể khiến cả Ám Minh phải đau đầu. Cho nên Ám Minh cần phải loại trừ hắn ta. Lần này ra tay, một trong ba nguyên do là muốn loại trừ hắn ta thì ra mục đích của họ chính là tần việt mộ dung tình trao mày còn ngươi nữa mộ dung tình thần tôn kia nhìn sang mộ dung tình trên hư không một người nổi bật của một thời bây giờ khí thế của ngươi cũng rất mạnh ngươi cũng cần phải bị loại trừ nếu không thì quả thật cũng sẽ đem lại không ít phiền phức cho ám minh ta diệp thiên giật ở trong bóng tối nghe được cuộc đối thoại của họ ôi trời mạnh thật tần việt và mộ dung tình đúng là mạnh thật không ngờ sự ra tay của ám minh này, mục đích nhiều nhất chính là để trừ khử hai người họ. Tuổi tác của cả hai chắc cũng không lớn, bị ám minh ghi nhớ như thế, cũng đủ chứng minh rốt cuộc họ phô trương đến mức nào. Diệp Thiên giật nhìn đồng hồ. Còn một tiếng đồng hồ nữa. Thời gian một tiếng đồng hồ nữa thì tới 12 giờ sáng. 12 giờ sáng, hắn sẽ kích hoạt hệ thống mới. Mà tình hình bây giờ ở đây, vô cùng không ổn, Tuy người của Ám Minh không nhiều bằng số người của Thần Minh và những người khác cộng lại. Nhưng Linh U Thánh Nữ của Ám Minh này ra tay rồi. Tuy là tu vi của Linh U Thánh Nữ này chưa tới vạn cổ chí tôn, chỉ là một thánh quân của Thái Cổ Thần Vương Cảnh Thất Giai mà thôi, nhưng nàng có sức mạnh của Ám Ma, do vậy nàng đánh bại vạn cổ chí tôn cũng rất dễ dàng. Vù Bóng dáng của Linh U Thánh Nữ xông về phía một vị vô lượng đại sư mạnh nhất ngoài Tần Việt vô lượng đại sư cho mày. A Di Đà Phật, nữ thí chủ có phải khó tránh khỏi chuyện xem thường lão nạp quá rồi không? Sức mạnh trên người của vô lượng đại sư dao động. Kim Quang Chú Trong phút chốc, một đạo Kim Quang Chú phóng ra xung quanh. Đồng thời bắn về phía Linh U Thánh Nữ đang lao tới. Nàng lại cười kinh thường. Vậy xem ra ngươi không biết gì về thượng cổ thập nhị ma thần rồi. Linh U Thánh Nữ nói xong, một cổ sức mạnh màu đen trên cơ thể mềm mại tập trung lên lưỡi kiếm của nàng. Đạo kim quang khủng khiếp ấy bị lưỡi kiếm mang theo sức mạnh màu đen của nàng cắt đứt ngay lập tức. Sau đó, Linh U Thánh Nữ nhanh như chớp xông đến trước mặt vô lượng đại sư. Con ngươi của vô lượng đại sư co rút. Đúng là bất thường. Một thánh quân thái của thần vương cảnh thất giai vậy mà có thể thoải mái phá sức mạnh của vạn cổ chí tôn của hắn ta, quả thật rất là kinh khủng. Kim Chung Tráo Dù gì hắn cũng là đỉnh cấp cường giả, vẫn có phản ứng cực nhanh. Một Kim Chung Tráo màu vàng xuất hiện chung quanh cơ thể của vô lượng đại sư. Đây là bí học Phật môn của họ. Đây là một trong bí pháp lợi hại nhất trong toàn bộ vạn Phật môn. Đơn giản mà nói, Kim Trung Tráo do vạn cổ chí tôn hắn phóng thích có thể cũng chưa chắc sức mạnh bình thường của thần chí cao có thể phá vỡ. Đúng là rất lợi hại. Đây là bí pháp mà bất kỳ người nào cũng muốn có được. Tuy nhiên, phục, lưỡi kiếm của Linh U thánh nữ trực tiếp thoải mái xuyên qua kim trung tráo, đồng thời cứa vào người của Vô Lượng đại sư. Vô Lượng đại sư. Vô Lượng đại sư. Cảnh này, rất nhiều người nhìn thấy, con ngươi của họ co rút. Đi chết đi. Khóe miệng của Linh U thánh nữ khẽ nhếch lên, thanh kiếm trong tay không cho Vô Lượng đại sư cơ hội để phản ứng kịp trực tiếp lao thẳng tới. Vù. Vô lượng đại sư trực tiếp xông qua. Thiết bố Sam. Hắn chắn trước mặt vô lượng đại sư. Mau tránh ra. Vô lượng đại sư gào to lên. Phục. Lồng ngực của vô lượng đại sư cũng bị xuyên thủng, vết thương như vậy cũng coi như là nặng rồi. Nhưng nếu có thể kịp thời nghỉ ngơi tịnh dưỡng, cũng không đến mức phải chết. Chỉ cần không bị thương tới nội tạng, cho dù có bị thương tới, chỉ cần không phải rất nghiêm trọng thì cũng có cách chữa trị, chí ít tạm thời việc trấn áp thương thế cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu Linh U Thánh Nữ không cho hắn cơ hội, vậy thì hắn tuyệt đối không sống nổi. Không xong. Mộ Dung Tình nhìn thấy cảnh này thì cau mày. Xem ra họ có vẻ không hiểu rõ sức mạnh của ám ma. Tất cả chết đi. Linh U Thánh Nữ cười mỉa. Vù mộ dung tình xông tới trước mặt của linh u thánh nữ tử khí đông lai sức mạnh phóng thích trực tiếp đánh văn linh u thánh nữ hai người phụ nữ đối mặt nhau linh u thánh nữ đối thủ của ngươi là ta mộ dung tình lạnh lùng nói đôi mắt xinh đẹp của linh u thánh nữ nhìn chằm chằm vào mộ dung tình mộ dung tình ngươi cứ phải nôn nóng muốn chết vậy ư linh u thánh nữ nói xong một cổ sức mạnh hắc ám từ cơ thể mềm mại lại bộc phát ra ta cũng sơ bộ về sức mạnh của ám ma hưu chết về tay ai cũng khó nói trước mộ dung tình nắm chặt thanh kiếm trong tay trực tiếp biến mất tại chỗ vậy sao đột nhiên linh u thánh nữ ném thanh kiếm về phía xa mà nơi đó mộ dung tình trực tiếp xuất hiện tuy nhiên đâm trúng thì đâm trúng sau khi đâm trúng bóng dáng của mộ dung tình trực tiếp hóa thành yên diệt Linh U Thánh Nữ cao mày. ầm Đột nhiên một cổ sức mạnh từ bên hông của nàng truyền đến, tuy bị Linh U Thánh Nữ chặn, nhưng nàng vẫn bay ra ngoài. Lôi đính bám quanh người của mộ dung tình. Mà lôi đình này là màu tím đen. Hai ta không phải giao đấu lần đầu, ngươi cũng khó tránh coi thường ta quá rồi đấy. Mộ dung tình nhìn chầm chầm vào Linh U Thánh Nữ và nói. Linh U Thánh Nữ ổn định cơ thể, lộ ra một nụ cười, quả thật ta còn xem thường ngươi. Bên kia, Diệp Thiên Dật ở trong bóng tối quan sát toàn bộ chiến trường. Đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh vô lượng đại sư bị linh u thánh nữ thoải mái làm bị thương nặng. Ám ma là sở hữu năng lực sức mạnh coi thường phòng ngự ư? Diệp Thiên Dật khẽ trầm ngâm. Không đúng, không phải sức mạnh coi thường phòng ngự theo ý nghĩa bình thường, kim chung tráo thuộc về tâm pháp võ kỹ. Những thứ như linh lực phòng ngự có một số sức mạnh có thể coi thường, nhưng võ kỹ phòng ngự này là chiêu đỉnh cấp, không đơn giản như thế. tuy nhiên sức mạnh của nàng vẫn có thể thoải mái thâm nhập kim chung tráo, chỉ có thể chứng minh sức mạnh của ám ma này có thể coi thường phòng ngự, thậm chí có thể nói cấu thành linh lực coi thường. nếu linh lực coi thường được hình thành, có chút tương tự linh lực của diệp thiên giật vô hiệu hóa phóng ra ngoài. thật vô trương. thập nhị ma thần này không ngờ lại xuất hiện như vậy. Ám minh này muốn làm gì đây? Diệp Thiên giật khẽ trầm ngâm. Từng có một khoảng thời gian, cũng là chuyện của rất rất lâu về trước. Khi đó thập nhị ma thần xuất hiện. Thập nhị ma thần này vốn không phải nói họ là ma tộc, mà là nói họ sở hữu 12 kiểu sức mạnh vô cùng đặc biệt. Ám ma, viêm ma, huyết ma, băng ma. Sức mạnh của họ rất là cường đại. Sức mạnh của ám ma này chắc chính là kiểu hiệu quả của linh lực coi thường, bao gồm sở hữu một số sức mạnh đỉnh cấp thuộc tính ám. đây là lúc thời đại chúng thần còn chưa kích hoạt thật sự. lúc đó, vì mà tộc thần thánh thiên sứ, tộc đọa thiên sứ, tộc người lùn, chúng thần còn đang ở giai đoạn phát triển. cũng là thần vực chưa phát hiện được vài ngàn năm, một sự tồn tại truyền kỳ gọi là đế thiên xuất hiện. hắn sắp thống trị toàn bộ thần vực. mà thiên đế này, hắn tạo ra thập nhị ma thần thập nhị ma thần đào ra một số sức mạnh của ám ma viêm ma họ vô cùng mạnh mẽ khiến thần vượt rơi vào cảnh sinh linh đồ tháng sau đó dù gì cũng phải trả cái giá rất đắt cuối cùng đế thiên cũng bị diệt sạch thập nhị ma thần cũng bị diệt trừ toàn bộ tuy nhiên ma thần có thể diệt sạch nhưng sức mạnh của ma thần lại khó mà loại bỏ cuối cùng thấy sức mạnh của thập nhị ma thần hoặc là bị phong ấn hoặc là phong ấn mãi mãi trong cơ thể của ma thần đã chết, hoặc là có thể được giấu ở một nơi nào đó. Trong 10.000 năm nay, chưa từng thấy sức mạnh của ma thần xuất thế. Tuy nhiên, vậy mà ám minh có được sức mạnh của ám ma, còn để linh u thánh nữ này kế thừa sức mạnh của ám ma, họ muốn làm gì, dịp thiên giật cao mày. Hắn cảm giác đây là một âm mưu khổng lồ, thậm chí là dương mưu. Sức mạnh của ám ma xuất thế, không ai ngờ đến. Nhưng đây quả thật là hàng thật giá thật bày ra trước mắt họ. Có lẽ theo linh u thánh nữ bọn họ thấy, hôm nay đám người này cần phải chết, cho nên nàng mới dùng sức mạnh của ám ma, có lẽ chính nàng cũng không định che giấu sức mạnh của ám ma. Điều đó có thể chứng minh Ám Minh không định che giấu, càng chứng minh kế hoạch gì đó của Ám Minh bọn họ có thể đã đến hồi kết thúc. Hai người phụ nữ không ngừng chiến đấu. Mộ Dung Tình vừa chiến đấu vừa gào lên, Ám Minh có được sức mạnh của ám ma, e là cũng không chỉ như vậy thôi đâu. Xem ra mấy năm nay, Ám Minh luôn tìm sức mạnh của thập nhị ma thần. Một kiếm của Linh U Thánh Nữ chém xuyên qua quần áo của mộ dung tình, bóng dáng xẹt qua và nói, sức mạnh cường đại thế này, nếu luôn bị phong ấn, vậy quả thật phung phí của trời không phải sao. Sau đó, nàng nói tiếp, những kẻ ngoan cố các ngươi luôn nghĩ rằng sức mạnh từng xâm hại đại lục là sức mạnh của tà ác nhưng sức mạnh của ta tà ác ư. Hắn ta không phải cũng bị đại lục, bị tự nhiên, bị pháp tắc thừa nhận tồn tại một loại sức mạnh hay sao? Vậy cho dù là tà ác, thì đã sao chứ? Khóe miệng của Linh U Thánh Nữ nhếch lên. Mộ Dung Tình lại nói, có lẽ ngươi chưa bị sức mạnh của ám ma thật sự ăn mòn mà thôi, có lẽ ngươi đã bị ăn mòn rồi nhưng ngươi lại không biết. Sức mạnh của thập nhị ma thần quả thật chỉ là một loại sức mạnh mà thôi. Nhưng ngươi đừng quên, Thiên đế nắm giữ sự tồn tại của sức mạnh của Thập Nhị Ma Thần. Đơn giản mà nói, ngươi có được sức mạnh của Ám Ma, từ nay về sau, ngươi trở thành một con rối, ngươi chỉ có thể nghe theo chỉ thị của Thiên đế, mà nếu không phục tùng, Thiên đế có thể diệt trừ ngươi bất cứ lúc nào. Sau đó, Mộ Dung Tình nói tiếp, hơn nữa, sức mạnh của Thập Nhị Ma Thần cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Vì có sự tồn tại của Thiên đế, Sức mạnh của Thập Nhị Ma Thần mới cường đại vô cùng. Nhưng cho dù ám minh của ngươi có đạt được toàn bộ sức mạnh của Thập Nhị Ma Thần, nhưng không có sức mạnh của Thiên Đế, ta ngược lại khuyên ngươi, trước khi ngươi chưa thật sự trở thành người mang sức mạnh của ám ma, tiêu diệt hắn ta, nếu không thì ngươi chỉ có thể trở thành một quân cờ, một công cụ mà thôi. Im miệng. Linh U Thánh nữ lạnh lùng quát lên. Ta tin ngươi biết mấy chuyện này, vậy thì xem ra, có lẽ có người gạt ngươi có lẽ ngươi cảm thấy sức mạnh của thiên đế đã không còn tồn tại. Để ta đoán xem, nghĩa phụ của ngươi, cũng chính là chủ nhân của ám minh, e là thứ mà hắn ta có được chính là sức mạnh của thiên đế. Cho dù không có được, e là hắn ta cũng tự tin có thể đạt được. Linh U Thánh Nữ cho mày. Sức mạnh của thiên đế đã hoàn toàn bị tiêu tan tại đại lục, cho nên sự lo lắng của mộ dung cô gái có hơi dư thừa rồi. Xem ra ngươi thật sự chưa hiểu. Vậy nếu từ rất nhiều năm trước, sức mạnh của thiên đế có thể tồn tại, 200.000 năm sau, lẽ nào sức mạnh của hắn ta không thể xuất hiện lần nữa hay sao? Im miệng. Linh U Thánh Nữ chỉ vào mộ dung tình. Đừng hòng làm rối tâm cảnh của bổn tôn. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Vù. Nàng trực tiếp xông lên. Mộ dung tình cao mày, tiến lên đón lấy. Thời gian chầm rãi trôi qua. Tần Việt bị thương nặng. Đối thủ của hắn ta, dù gì cũng là thần tôn. Hơn nữa, hắn ta còn có sự giúp đỡ của sức mạnh của ám ma từ linh u thánh nữ, chính họ tồn tại sự trên lệch cảnh giới khổng lồ. Nếu đã như vậy, hiệu quả gây tổn thương từ cuộc tấn công của Tần Việt đối với thần tôn cũng không nhiều. Mà Tần Việt có thần huyết một dụ, nhưng sức mạnh của đối thủ quá mạnh, còn có thể đột phá linh lực của hắn ta, dẫn đến Tần Việt rơi xuống thế hạ phong. Một lúc lâu sau, trạng thái của hắn ta trở nên rất tệ. Nếu không có sức mạnh của ám ma, vạn cổ chí tôn như hắn ta thật sự có thể đánh một trận với thần tôn, thậm chí chưa chắc đã thua, dẫu sao hắn ta cũng là võ giả đỉnh cấp thiên tài đẳng cấp cực cao. Đáng tiếc, sức mạnh của ám ma quả thật là quá thiếu sót đối với giao chiến kiểu này. Mà mộ dung tình cũng không phải đối thủ của linh u thánh nữ. Quan trọng chính là vì sức mạnh của ám ma tuy nói có mặt sức mạnh của thiên đế sức mạnh của thập nhị ma thần mới mạnh hơn nhưng dù cho không có sức mạnh của thiên đế thì cũng sẽ không yếu lắm hiệu quả quá mạnh rồi chỉ có thể nói có mặt sức mạnh của thiên đế sẽ trở nên mạnh hơn phô trương hơn nhưng tuy bây giờ rất mạnh cũng chỉ vì chênh lệch giữa đối thủ mà nàng đối mặt và thực lực của nàng không lớn đối với toàn bộ đại lục mà nói thì không có sự đe dọa nào nếu thiên đế có mặt thập nhị ma thần có mặt đồng thời tu vi của họ đều đạt tới trình độ cao hơn, đó là sự đe dọa đối với toàn bộ đại lục. Mà tổn thất của những người khác cực kỳ thảm hại. Tại sao? Vì tiếp theo, Linh U Thánh Nữ này chia sẻ sức mạnh của ám ma cho những người khác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến sức mạnh của thập nhị ma thần khó giải quyết. Sức mạnh của họ có thể cho người khác sử dụng. Tuy không đến mức khiến người khác sở hữu hiệu quả phô trương tương tự, nhưng chí ít có thể có được một số hiệu quả, ví dụ như linh lực coi thường đối phương. Nhưng chắc chắn cũng sẽ không quá mạnh. Nhưng mỗi người đều sở hữu sức mạnh như vậy, họ đối mặt với cường giả có cảnh giới của bản thân không kém, dĩ nhiên sức chiến đấu mạnh hơn. Lâu ngày, dĩ nhiên tổn thất bên ám thủ sứ sẽ lớn hơn. Phục Tần Việt phun ra một nguồn máu tươi. Hắn ta cơ bản hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu mà khi hắn ta hòa toán mất đi sức chiến đấu, không ai ngăn được thần tôn kia. Ha ha ha! Thần tôn kia dương nụ cười mỉa. Tuy hắn ta có một số thương thế, nhưng chắc chắn không nghiêm trọng như vậy. Đi chết đi! Sau đó, hắn ta chuyển mục tiêu lên người khác. Tần việc này, theo ý cấp trên thì tốt nhất đừng giết. Hắn ta là một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ, có thể là một đối thủ vô cùng nan giải, nhưng cũng có khả năng là người bạn vô cùng mạnh. Nếu có thể lôi kéo hắn ta, đây chẳng phải là chuyện tốt à? Cho nên cách của họ rất đơn giản, trước tiên giết sạch những người ở đây, cuối cùng ra điều kiện với Tần Việt đang sống, đương nhiên còn một mộ dung tình mà nàng cũng có thể lôi kéo. Nếu người khác trong số họ có vẻ cử động, có thể giết chết người khác, đổi lấy mạnh một người sống cũng được. A, à, thần tôn kia ra tay, không có sự hạn chế của Tần Việt hắn ta giống như vào chỗ không người thoải mái nhẹ nhàng đánh hết người này đến người khác mà vào giờ phút này bên ngoài ám giới cũng đánh nhau là người của ám minh tới sau đang khai chiến với người của thần minh tình hình bên trong họ không thấy họ không cách nào thâm nhập vào ám giới tất cả chết đi tiếp theo là một trận đồ sát người của ám minh toan rồi tam nương nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày nếu ám giới không biến mất nếu nó tiếp tục phát triển theo tình hình này kết quả tất cả bọn họ cần phải chết tại đây bên ngoài ám giới một số lượng lớn thần thủ sứ và ám thủ sứ cũng đang đánh nhau tề sơn tôn giả ám minh của ngươi làm vậy là sao ám giới này tới đây là muốn làm gì một vị thần thủ sứ chỉ vào một lão giả nổi giận lên tiếng ha 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 vị lão giả kia cười lớn tiếng sau đó nói đương nhiên là giết sạch đám thần thủ sứ các ngươi ở đại hậu sơn này rồi. Dựa vào đám người kia ư. Ha ha ha. Lẽ nào không đủ sao? Tề sơn tôn giả kia cười mỉa. Đám thần thủ sứ khác cho mày. Không đúng nha, ám minh này chắc chắn có tự tin gì đó. Có cách gì phá vỡ ám giới không? Một vị thần thủ sứ quát lên. Với sức mạnh bình thường thì cơ bản không thể phá vỡ ám giới này nếu muốn dùng vũ lực chí ít cũng cần một vài thần tôn hợp sức mới được một vài thần tôn tuy thần minh hắn ta có thể nhẹ nhàng đưa ra vài vị thần tôn nhưng muốn trong thời gian ngắn mà gọi bọn họ tới đây hình như không thực hiện được làm sao đây bây giờ họ gần như không giúp được gì chỉ có thể nhìn bọn họ trong ám giới mà bên kia điều mà họ có thể làm được chính là làm suy yếu sức mạnh của ám giới bên ngoài một mặt cũng may là họ ra ngoài còn phải chịu đòn tấn công của ám minh bên ngoài nghe theo lệnh của ta giết cho ta rõ bên trong ám giới tình hình rất không sáng sủa số lượng lớn thần thủ sứ bị thương nặng ngã gục xuống thậm chí bao gồm số đông cường giả của năm sông bốn biển thậm chí là một số người không mạnh vốn có thể trên hàng chục ngàn người nhưng bây giờ chỉ ít chết hai ngàn người mà thậm chí có năm ngàn người cơ bản cũng mất đi năng lực chiến đấu có lẽ họ trốn ở nơi nào đó nghỉ ngơi để lấy lại sức hoặc có người đang ở trên chiến trường nhưng họ đã không cách nào hành động được mà bên ám minh tổn thất của họ rất ít nhưng chẳng thể nói là không có người bên ám minh thật ra cũng không phải rất ít nhưng toàn bộ quá trình họ củng cố sức mạnh của ám ma đơn giản mà nói cao thủ cùng cảnh giới có thể phân biệt thắng thua nhưng rất khó phân biệt sống chết tuy nhiên khi một bên có sức mạnh của ám ma sự tấn công của họ rất có thể làm tổn thương chí mạng cho đối phương. Vài người không thể xoay chuyển cục diện của cuộc chiến như vậy, nhưng tất cả đều vậy, gần như ngã một bên thôi. Bên thần minh có thể giữ vững được một lúc, nhưng theo thời gian trôi qua, cục diện liền sẽ càng ngày càng thiên về một bên, mãi cho tới giờ. Tần Việt bị thương nặng, dù không có ám thủ sứ tới giết hắn ta, nhưng hắn ta cũng không giúp ích gì được cả. Còn vị thần tôn kia vẫn còn sống nếu không có vị thần tôn của ám minh này bên thần minh vẫn có thể kiên trì tiếp được nhưng có một vị thần tôn vị thần tôn này không bị tần việt hạn chế hắn ta gần như vô địch tùy tiện giết ai đó trong đám đông cũng vì sự có mặt của vị thần tôn kia thần minh bên này cơ bản không phải đối thủ hắn ta ngắm trúng ai chỉ cần không có thủ đoạn đặc biệt vậy thì người đó phải chết tập trung tất cả mọi người lại toàn bộ đều giết hết lúc này bỗng nhiên linh u thánh nữ lên tiếng thời gian cũng sắp đến chơi đủ rồi không cần lãng phí thời gian nữa rõ sau đó một cổ sức mạnh cường đại bao trùm toàn bộ đại hậu sơn võ giả ở khắp nơi trên đại hậu sơn nhao nhao rời khỏi chỗ xuất hiện trong phạm vi của đám đông chẳng mấy chốc đám ám thủ sứ vây khắp bốn phía vây chặt hàng ngàn người lại mấy ngàn người này đa số đều bị thương nặng ngoài ra có một số ít người có thực lực cơ bản không đáng phải nhắc diệp thiên vật cũng bị ép tới vị trí này không sao chứ tam nương che lồng ngực nhúng đầy máu tươi đi tới bên cạnh diệp thiên vật không sao ngươi uống cái này đi diệp thiên vật đưa cho tam nương một viên đan dược nàng nhận lấy bát dai đan dược nói thật thì cho dù tới thần vực loại đan dược kiểu này cũng rất là đáng quý có nhiều người biết phương thuốc đang dược mạnh, hơn nữa luyện chế đang dược còn cần rất nhiều linh vật thiên địa quý hiếm. Bác giai đang dược ở thần vực cũng là thứ hiếm có. Nhưng đối với chúng thần chi vực mà nói thì cũng không đáng quý đến vậy. Mà Diệp Thiên Dật đang chờ. Còn 5 phút nữa. Sau 5 phút thì là 12 giờ sáng. Hệ thống mới của hắn có thể kích hoạt rồi. Nhưng xem tình hình này thì e là họ sắp trực tiếp giết tất cả mọi người chắc chỉ còn lại tần việt và mộ dung tình có thể kéo dài năm phút được không đây ha 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 linh u thánh nữ đứng trước đám đông nhìn mọi thứ ngổn ngang hoặc những cường giả mình nhún đầy máu đang nghỉ ngơi nàng cười mỉa bổn tôn cảm giác đúng đánh giá cao các ngươi quá một đám ô hợp giết hết toàn bộ đi linh u thánh nữ thản nhiên nói hết cách rồi điều này tương đương người của thần minh bị ám minh ám toán rồi Họ có suy nghĩ ám minh này chắc chắn không có lòng tốt, không ngờ họ ngay cả ám giới, sức mạnh của ám ma cũng lấy ra. Chỉ có thể nói họ vẫn đắc chí quá thôi. Rõ. Sau đó, ám thủ sứ chuẩn bị ra tay. Đám ô hợp ư. Vậy ngươi là gì đây? Đột nhiên Diệp Thiên giật lên tiếng. Hết cách rồi. Vẫn còn 4 phút nữa, hắn phải kéo dài. 4 phút này đủ để họ giết 80% số người ở đây. Đôi mắt xinh đẹp của Linh U Thánh nữ nhìn sang dịp thiên vật Bỗng tôn nhớ ngươi Bỗng nhiên nàng nhớ ra Đây không phải thần thủ sứ nàng tình cờ gặp bên giếng tối hôm đó sao Hắn rất yếu Nếu không phải khi đó nàng A cảm nhận có thái của thần vương cảnh tới gần Đồng thời nàng không muốn để lộ thân phận Thì chắc chắn nàng sẽ ở lại giết người ngay lúc ấy rồi Dịp thiên vật Tam nương nói nhỏ mà dịp thiên vật đã đi qua hôm nay ngươi có thể đánh thắng, dựa vào ngươi ư. Ngươi nói bọn ta là đám ô hợp, ngươi cảm thấy mình không phải sao. Linh U Thánh Nữ cho mày, ngược lại nàng thấy hứng thú. Ồ, đúng là thú vị, hôm nay có thể đánh thắng chính là dựa vào sức mạnh ám ma của bổn tôn, cho dù bổn tôn không ra tay, vậy ta cũng không cần ra tay, sao bổn tôn lại thành đám ô hợp chứ? Diệp Thiên giật bật cười, sau đó nói, cho nên, chính ngươi đã nói, hôm nay có thể đánh thắng chính là dựa vào sức mạnh ám ma dù gì sức mạnh này quả thật bây giờ là thuộc về ngươi nhưng đó là sức mạnh của chính ngươi ư không phải chứ cho nên ngươi mạnh hơn mọi người cỡ nào tên nhóc nhanh mồm nhanh miệng ngươi cảm thấy mình đang kéo dài thời gian ở đây thì có thể sống tiếp được sao không 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 diệp thiên giật lắc đầu nói ta chỉ đơn thuần là không phục ngươi mà thôi nếu ta cũng sắp chết rồi vậy trước khi chết thì chí ít ta cũng muốn nhắm mắt, đúng không? Ngươi muốn nói gì? Diệp Thiên giật vương tay chỉ vào Linh U Thánh Nữ, nói, ta muốn đấu với ngươi. Đám đông ngỡ ngàng. Linh U Thánh Nữ kia cũng đơ ra. Ha ha! Nàng không nhịn được bật cười ra tiếng. Em trai à, ngươi có vẻ ngoài không tệ, nhưng ngươi nghĩ quá đơn giản, một chân thần cảnh tam giai muốn khiêu chiến bổn tôn, Linh U Thánh Nữ chỉ cảm thấy trên đời này còn có một số người khá là thú vị, khá là đơn thuần. Có lẽ đây là bản tính trời sinh thì phải. Hắn biết rõ là chết, biết mình sắp ra tay, cũng phải nếm thử cuộc chiến một chút. Biết rõ là kết quả như nhau, nhưng chí ít phải làm chút gì, ít ra cũng không phải chết ngay. Sống một phút cũng là sống. Tam Nương, mộ dung tình cho mày. Hắn muốn làm gì đây? Hai. Lần này họ đắc chí quá rồi biết rõ ám minh ở trong tối mà vẫn coi thường thủ đoạn của họ. Cho dù họ có các kỹ năng, nhưng tần việc không đánh lại thần tôn, cho dù những người khác có bản lĩnh đi nữa, linh khí, pháp tắc, lĩnh vực mạnh đi nữa, cũng không bù nổi khoảng cách trên lệch giữa thần tôn. Lúc này, e là chỉ có huyền thiên thánh khí mới có thể bù được sự trên lệch này, khiến họ đánh được thần tôn. Nhưng ai có thể có huyền thiên thánh khí, được. Nay ngươi không phục, vậy bổn tôn để ngươi phục thời gian vài giây thôi. Cho dù ngươi muốn kéo dài, thì có thể gây nên sóng gió gì chứ? Khóe miệng của Linh U Thánh Nữ nhếch lên. Thánh Nữ Điện Hạ, cẩn thận có bẫy. Một chân thần cảnh tam giai thì có thể lừa được gì đây? Sau đó, Diệp Thiên Giật nói, nếu đã như vậy, chúng ta phải cá cực chút gì đi chứ? Ồ! Ngươi nói đi. Nếu ta thua, ta đền một mạng cho ngươi, cho ngươi một mảnh không hoang thạch nếu ngươi thua, trả phiên thiên ấn cho ta, ngoài ra phải thả bọn ta đi. Diệp thiên giật nói. Linh U Thánh Nữ cho mày. Đúng là thú vị. Hắn có thể lấy ra không hoang thạch, không có ai tin. Ngươi có không hoang thạch, bây giờ ngươi không chạy. Không hoang thạch có thể là thần vật giúp thoát khỏi ám giới. Linh U Thánh Nữ nói. Sau đó, Diệp Thiên giật vương tay, một mảnh không hoang thạch hiện trong lòng bàn tay một mảnh nhỏ xíu xiu. Mảnh này chắc cùng lắm chỉ đưa bản thân và vài người đi thôi. Cái gì? Họ cảm nhận được cổ sức mạnh của không gian đến từ không hoang thạch, không nhịn được mà âm thầm kinh hãi. Thật sự có không hoang thạch. Sau đó, Diệp Thiên Dật nói, ta biết các ngươi muốn lôi kéo mộ dung tình hoặc tầng việc, chí ít bây giờ ta có thể bảo đảm mình đưa họ đi, thoát khỏi nơi này. Dù có tồi tệ đến đâu thì vài người bọn ta cũng có thể sống, các ngươi có được phiên thiên ấn, nhưng còn những nhiệm vụ khác thì chưa hoàn thành, ngươi suy nghĩ chút đi. Linh U Thánh Nữ nhíu mày. Những lời hắn nói không sai. Không hoang thạch quả thật có thể đưa vài người trong số họ đi. Vậy thì nhiệm vụ này đúng là coi như thất bại. Nhưng nàng không hiểu cho lắm, tại sao phải nói ra chứ, hắn trực tiếp dùng không hoang thạch đưa tầng Việt, mộ dung tình, tam nương bọn họ đi không phải là được hay sao, lẽ nào hắn chỉ vì sự sống chết của đám người này, ngươi đúng là thú vị, đám người này có quan hệ gì với ngươi mà cứ phải lo cho bọn họ thế? Linh U Thánh Nữ nói, ta thật sự muốn lấy viên thiên ấn mà thôi. Những thứ khác thì sao cũng được. Diệp Thiên Giật nói, mộ dung tình lau máu tươi nơi khóe miệng và nhìn sang Diệp Thiên Giật. Không đúng nha. Lui một vạn bước tới nói, vậy coi như là Diệp Thiên Giật thắng, Hắn dựa vào cái gì cảm thấy đối phương sẽ hứa hẹn, ngay cả Linh U thánh nữ cũng cảm thấy kỳ lạ. Cho dù nàng thua, tên nhóc trước mặt không lo mình nuốt lời ư, hơn nữa, trong quá trình họ chiến đấu, bản thân có thể giết chết hắn. Được, bổn tôn hứa với ngươi. Linh U thánh nữ lên tiếng. Các hạ tuyệt đối đừng phóng thích ý đồ đàn áp để hạn chế ta, nay ta dám đứng ra, vậy thì chắc chắn có cách có thể đối phó áp lực của Thái Cổ Thần Vương cảnh cường đại. Hơn nữa, chỉ có ta ta đấu ngươi, hy vọng ngươi có thể cảnh giới đàn áp ở mức chân thần cảnh tam giai, như vậy mới công bằng, có đúng không? Linh U Thánh nữ mỉm cười. Không phải hắn nghiêm túc cá cược với mình ư? Được, bắt đầu đi. Đừng vội, ngươi hứa với ta, chí ít ngươi cũng lấy phiên thiên ấn ra đi chứ. Ta cũng đã lấy không hoang thạch ra rồi. Diệp Thiên giật nói. Linh U Thánh nữ bật cười, sau đó vươn tay phiên thiên ấn hiện trong lòng bàn tay. Nàng hơi dùng sức một chút, phiên thiên ấn bay lên không trung. Dù sao bây giờ nàng hoàn toàn kiểm soát được cục diện này. Chơi với hắn thôi. Còn điều kiện gì nữa không? Linh U Thánh Nữ thản nhiên hỏi. Còn một chuyện, kêu người của ngươi tuyệt đối đừng có đánh úp ta, ta phản ứng rất nhanh nha, nói không chừng nếu có nguy hiểm thì ta trực tiếp bỏ chạy. Diệp Thiên Giật nói. Ngươi yên tâm, đối phó một chân thần cảnh như ngươi cũng không đến mức phóng ám tiễn với ngươi. Linh U Thánh Nữ thản nhiên hói. Vậy thì không thành vấn đề. Nhưng còn một chuyện cuối cùng, nếu ta thắng, ngươi sẽ không dở trò vô lại đấy chứ. Bổn tôn coi thường chuyện dở trò vô lại. Vậy thì chưa chắc. Dù gì nếu ta thắng, tổn thất của ngươi rất lớn, thả bọn ta đi, còn mất phiên thiên ấn, ta cảm thấy về mặt lý thuyết thì ngươi sẽ dở trò. Diệp Thiên giật nói. Đôi mắt xinh đẹp của Linh U Thánh nữ tỏ ra nghiêm nghị. Ngươi nói xong chưa? Kéo dài thời gian thì có ý nghĩa gì chứ? Diệp Thiên Dật kéo dài thời gian quả thật có vẻ rõ ràng quá. Nhưng họ cảm thấy cho dù có kéo dài thời gian thì đã sao, chẳng lẽ cảm thấy người của thần minh bên ngoài có thể đánh vào sao, nếu là từng việc, mộ dung tình bọn họ nghĩ cách kéo dài thời gian. Linh U thánh nữ còn cần cảnh giác à, một chân thần cảnh tam giai ở đây kéo dài thời gian thì có ý nghĩa gì đây, đúng là có hơi phiền. Diệp Thiên giật nhún vai, nói, vậy thì tới đi. Đã đủ rồi. Còn chưa tới thời gian 3 phút, nhưng mấu chốt ở chỗ, hắn và Linh U thánh nữ này lấy chung cảnh giới mà đấu nhau, nàng sẽ lấy cảnh giới đàn áp ở mức chân thần cảnh tam giai. Cho dù bản thân nàng rất mạnh, chí ít nàng cũng lấy cảnh giới đàn áp ở mức chân thần cảnh tam giai, Diệp Thiên Dật không thể chỉ vài phút mà không kiên trì nổi. Trừ phi nàng dở trò. Vậy thì tiếp theo, Diệp Thiên Dật chắc chắn có thể đánh thắng, tất nhiên phiên thiên ấn này cũng trở thành vật trong tay của hắn. Lòng tham chính là lòng tham, nếu hắn có năng lực này thì sao không thể tham lam như vậy, soạt. Bỗng dưng, lôi đình màu tím trên người Diệp Thiên Dật hiện ra. Còn có chút bản lĩnh này, lội đình, lôi đình cực phẩm cao cấp linh u thánh nữ nhìn cảnh này thì có vẻ cảm thấy hứng thú cho dù là ở thần vực cũng rất ít khi thấy lôi đình màu tím thuộc tính lôi rất mạnh sức phá hoại cao tính tấn công mạnh mà lôi đình cũng chia làm vài loại lôi đình màu tím là mạnh nhất sau đó linh u thánh nữ không người một cổ lôi đình màu tím đồng thời hiện ra vậy bổn tôn chơi với ngươi một chút vù linh u thánh nữ nói xong trực tiếp xông về phía Diệp Thiên Dật. Sức chiến đấu của hắn quả thật không yếu. Cho dù Linh U Thánh Nữ này rất mạnh, nhưng làm sao hắn cũng không thể bị nàng tấn công nhẹ nhàng được. Hắn muốn làm gì? Kéo dài thời gian ư. Tam Nương cho mày và lên tiếng. Cục diện bây giờ, trừ phi cấp cao của thần Minh tới, nếu không thì cơ bản không giải quyết được. Sức mạnh của Diệp Thiên Dật và Linh U Thánh Nữ va chạm nhau. Vào khoảnh khắc đó, Hai người cũng không phân biệt ai mạnh ai yếu, kẻ thắng người thua. Ồ. Ngược lại, Linh U thánh nữ ngạc nhiên. Sức mạnh trong chiêu này của hai người đối lập, vậy mà nàng không chiếm ưu thế tuyệt đối, đúng là kỳ lạ. Phải biết là, cho dù tu vi của chính nàng từ thái cổ thần vương cảnh bị ép đến chân thần cảnh, nhưng bản thân nàng thật sự vẫn là thái cổ thần vương cảnh. Cho nên, đừng nói trước chuyện khác, nàng sở hữu ưu thế tuyệt đối về mặt lý thuyết, ngươi có làm sao đi nữa, cũng đừng hòng đánh với nàng. Tuy nhiên tên nhóc này lại không phân vai vế với nàng, dù chỉ vỏn vẹn một chiêu, nhưng cũng có thể khiến Linh U Thánh Nữ mở rộng tầm mắt về sự lợi hại của tên nhóc trước mặt. Đúng là khá lợi hại nha. Sau đó, nàng hơi tỏ ra nghiêm túc. Bóng dáng hai người không ngừng lấp lóe trong ánh mắt của đám đông, tấn công, hoặc Diệp Thiên Dật tấn công, hoặc Linh U Thánh Nữ tấn công, đánh túi bụi, ngược lại ai cũng có võ kỹ, tâm pháp, bao gồm pháp tắc và lĩnh vực lợi hại. Mà Linh U thánh nữ không sử dụng, thuần túy là vì nàng cảm thấy không cần thiết mà thôi. Thực lực của tên nhóc trước mặt không đơn giản, nhưng ngươi không thể để một mình nàng sở hữu thực lực của Thái Cổ Thần Vương cảnh chủ động phóng thích sức mạnh cường đại của hắn chứ, nhưng Linh U thánh nữ cũng có vẻ mất kiên nhẫn. Còn không dùng toàn lực, ngươi cũng không còn cơ hội đâu. Linh U Thánh Nữ lạnh lùng nói một câu. Sau đó, đột nhiên lôi đình trên cơ thể mềm mại của nàng triệt để bùng phát ra ngoài. Bỗng chốc, lôi đình màu tím hóa thành nhiều con phượng hoàng tím, đồng loạt lao về phía Diệp Thiên Dật. Cẩn thận! Tam Nương cao mày! Dù sao đi nữa, bản thân Linh U Thánh Nữ là thái cổ thần vương cảnh, cho dù nàng phóng thích sức mạnh của chân thần cảnh tam giai cũng chắc chắn mạnh hơn chân thần cảnh tam giai bình thường rất nhiều. Soạt. Diệp Thiên Dật bỗng chốc né tránh võ kỹ này, sau đó xuất hiện phía sau Linh U Thánh Nữ. Ha! Linh U Thánh Nữ cười với vẻ coi thường, quay người đấm một cú sau lưng. Tuy nhiên, Lâm Hiên trực tiếp tránh được. Rốt cuộc hắn muốn làm gì vậy? Mộ dung tình trao mày nhìn cảnh này. Lẽ nào là muốn kéo dài thời gian để chúng ta khôi phục thương thế sao? Chắc không phải vậy chứ. Chút thời gian này thật sự không làm được gì cả nhưng tuy là thời gian ta quen hắn không lâu, ta cảm thấy hắn là một người rất thông minh, toàn bộ chi nhánh của thành Bắc Dương, nhiệm vụ huyết sát đã lâu vậy mà vẫn chưa hoàn thành. Ngày đầu tiên hắn tới thì đã làm xong, năng lực của hắn cũng rất xuất chúng, ta cứ cảm giác hắn thật sự muốn làm gì đó. Tam Nương nói, mấu chốt ở chỗ, trong tay hắn có không hoang thạch và còn một mình chiến đấu với Linh U Thánh Nữ, điều này giống như hắn thật sự đang kéo dài thời gian. Nhưng ý nghĩa cho chuyện này là gì? Có thể làm được gì đây? Trừ phi có thể kéo dài thời gian rất lâu. Lẽ nào hắn thật sự nghiêm túc cá cược với Linh U Thánh Nữ, không đến mức vậy chứ, Thánh Nữ Điện Hạ, giải quyết cuộc chiến đi. Đột nhiên vị thần tôn kia lên tiếng. Ừm. Linh U Thánh Nữ cũng cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. Khí thế dân trào, mái tóc dài tung bay. Vô hạn ảnh phân thân. Bỗng chốc, hàng ngàn phân thân của Diệp Thiên Giật xuất hiện. Linh U Thánh Nữ cao mày. Tài năng thấp kém, ám ảnh giảo sát. Sau đó, hàng ngàn bóng dáng của Diệp Thiên Giật bị sức mạnh của thuộc tính ám tiêu diệt. Hắn cũng không biết đây là võ kỹ gì. Nhưng không quan trọng nữa, hệ thống mới của hắn đã kích hoạt. Đinh. Chúc mừng người kích hoạt hệ thống mới, hệ thống chí cao. Hệ thống chí cao, trong thời gian tồn tại trong hệ thống, chủ sở hữu tu vi tiếp cận thần chí cao. Thời gian duy trì, một tiếng đồng hồ. Diệp Thiên giật. Hả, đây. Thời gian duy trì một tiếng đồng hồ, hắn còn chưa từng gặp hệ thống có thời gian duy trì ngắn như vậy. Là vì cục hạn cả hệ thống này chắc là như thế, không thể khiến hắn sở hữu thực lực cường đại trong thời gian quá lâu, nhưng cũng chẳng sao cả. Tu vi của vô hạn tiếp cận thần chí cao, vậy thì giữ gốc là thần tôn thì phải nơi này chỉ có một thần tôn, hắn còn đối phó không nổi, hắn đối phó quá dễ dàng. Khóe miệng của Diệp Thiên giật khẽ nhất. Ngươi cười cái gì? Linh U Thánh Nữ nhìn chầm chầm vào Diệp Thiên Giật, vẻ mặt coi thường. Ta cười các ngươi e là sắp thất bại rồi. Diệp Thiên Giật nói xong, một cổ uy lực khủng khiếp trực tiếp phát ra trên người hắn. Cái gì? Họ ngơ ngác. Tiếp theo, họ cảm nhận áp lực đáng sợ trên người của Diệp Thiên Dật. Cái gì? Họ lộ nét mặt không dám tin. Thần Tôn. Họ trừng to mắt. Đám người của mộ dung tình cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Tình hình gì đây? Sao hắn bộc phát ra tu vi của thần Tôn? Soạt. Mà mục tiêu đầu tiên của Diệp Thiên Dật là phiên thiên ấn. Hắn trực tiếp vươn tay chạm vào phiên thiên ấn giữa không. Phiên thiên ấn bay vào trong tay của Diệp Thiên Dật. Linh U Thánh Nữ kia bỗng nhíu chặt mày, nàng muốn vươn tay cướp lấy phiên thiên ấn. Tuy nhiên, nàng cơ bản không thể chống lại sức mạnh của Diệp Thiên Dật. Đáng ghét. Nàng nghiến hàm răng bạc nhìn phiên thiên ấn rơi vào tay hắn. Không phải ngươi muốn khiêu chiến bổn tôn sao? Đôi mắt của Linh U Thánh Nữ nhìn chầm chầm vào Diệp Thiên Dật. Đúng vậy, nhưng mà bây giờ, ta định khiêu chiến tất cả các ngươi. Diệp Thiên giật thản nhiên đáp. Muốn chết à, lên. Linh U Thánh Nữ hừ lạnh một tiếng. Vù. Sau đó, hàng ngàn ám thủ sứ đồng loạt lao về phía Diệp Thiên Giật. Lực lượng phiên bội. Tinh thần phiên bội. Phép hủy diệt. Sức mạnh đáng sợ của Diệp Thiên Giật bùng phát. a à, trong nháy mắt, hàng ngàn thần thủ sứ đồng thời phun ra một nguồn máu tươi, cuối cùng trực tiếp ngã xuống, cái gì? Cảnh này khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Phục. Linh U Thánh nữ kia cũng phun ra một nguồn máu tươi. Phép hủy diệt. Nàng cảnh giác nhìn Diệp Thiên Dật. Bây giờ thậm chí hắn là tu vi thần tôn, mà sức mạnh và tinh thần đồng thời nhân đôi. Thần tôn phiên bội, đó là khái niệm gì, với tình trạng phóng thích phép hủy diệt như vậy, bán thần cũng trực tiếp ngã xuống, đây. Đám người của mộ dung tình không dám tin mà nhìn sang Diệp Thiên Dật. Vù. Thần tôn của Ám Minh lao về phía hắn. Ngươi là cái thá gì chứ? Đôi mắt của Diệp Thiên giật tập trung. Phượng hoàng cửu trùng thiên. Một chiêu lớn trực tiếp ngưng tụ, mà khi Diệp Thiên giật tập trung chiêu lớn này, thậm chí vị thần tôn kia không dám tới gần hắn. Thần chí cao. Hắn ta trừng to mắt. Chính ngay lúc này, uy thế của Diệp Thiên giật chính là uy thế của thần chí cao chính hệ thống làm cho sức mạnh của Diệp Thiên Dật vô hạn tiếp cận thần chí cao. Sau khi hắn phiên bội thì gần như được xem là thần chí cao. Mà Diệp Thiên Dật còn phóng thích chiêu lớn mạnh mẽ như thế, vì thế này chắc chắn có thần chí cao. Đi chết đi. Diệp Thiên Dật trực tiếp gián phượng hoàng cửu trùng thiên vào vị thần tôn kia. Chạy, phản ứng đầu tiên của vị thần tôn kia chính là bỏ chạy. Tuy nhiên, phong tỏa không gian. Cái gì? không gian. Vị thần Tôn kia trực tiếp bị nhốt lại. Nói đạo lý thì không gian của Diệp Thiên Dật vốn đã cường đại. Bây giờ hắn sở hữu tu vi này, một phong tỏa không gian e là cho dù không cần thủ đoạn khác cũng đủ đánh với thần tôn này một lúc. Ầm. Uhm. Phượng hoàng cửu trùng thiên cường đại trực tiếp đánh trúng. Toàn bộ bầu trời trong đêm đen bị lửa làm cháy sáng, tiếng phượng gầm cao vút truyền từ phía rất xa. Khi hỏa diễm tản đi, cơ thể của thần tôn kia cháy đen rồi ngã xuống đất vẫn chưa đứt rời dù gì đây là thần tôn nhưng dịp thiên giật dịch chuyển đến cạnh hắn ta ngay tức khắc trong tay cầm vĩnh hằng chi tâm một kiếm chặt đầu hắn ta thoải mái trong trấn hồn phiên lại có thêm một con rối thần tôn không hay rồi thánh nữ điện hạ đi mau linh u thánh nữ nghiến hàm răng bạc soạt Kiếm trong tay của Diệp Thiên giật trực tiếp ném vào ám giới. Sức mạnh cường đại bỗng dưng phá vỡ ám giới. Đi. Linh U thánh nữ khẽ kêu một tiếng, dẫn người trực tiếp rời đi, ám thủ sứ bên ngoài ám giới kia lần lượt ngỡ ngàng, nhìn thấy Linh U thánh nữ đưa rất nhiều người bỏ chạy, họ cũng nhanh chóng đuổi theo. Đánh không lại, thật sự đánh không lại, uy lực của phép hủy diệt tiếp cận thần chí cao, còn có sức mạnh không gian. Nếu còn hơi chần chừ E là nàng cũng không có cơ hội để chạy, chắc chắn sẽ chết tại đây. Diệp Thiên Dật không đuổi theo. Tần Việt đại nhân. Rất nhiều thần thủ xứ nhau nhau chạy vào. Khụ khụ, không sao. Tần Việt đứng dậy. Mà Diệp Thiên Dật cũng thu lại sức mạnh ở dưới đất. Đám đông nhìn và liếc nhau một cái. Thậm chí rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Sao đột nhiên trong tuyệt vọng lại xoay chuyển cục diện ngay tức khắc thế này? tình hình này là gì, cảm ơn. Tần Việt chấp một tay và nói với Diệp Thiên Dật. Cảm ơn. Những người khác cũng nhao nhao chấp tay. Cảm ơn các hạ. Cảm ơn ân cứu mạng. Đám đông đều lần lượt chấp tay với Diệp Thiên Dật. Không có gì. Diệp Thiên Dật thản nhiên nói. Nhưng nói thật thì ám minh này vẫn rất mạnh. Ám giới của họ, linh lực vô hiệu hóa trong đôi tay họ vẫn chưa sử dụng cũng chắc là không hợp thói thường tam nương và mộ dung tình cũng đi về phía dịp thiên dật ấn ký cường giả mộ dung tình hỏi theo họ biết chỉ có cái này có thể nói vậy nếu không thì không thể nào khiến một chân thần cảnh bổng sở hữu tu vi tiếp cận thần chí cao được từng dịp thiên dật gật đầu có thể khiến một người trực tiếp sở hữu ấn ký cường giả của tiếp cận tu vi thần chí cao hình như trước giờ chưa từng thấy cũng chưa từng nghe qua tần việt đi tới và nói bình thường mà nói cho dù là có thể làm được việc khiến một võ giả trong thời gian ngắn sở hữu sức mạnh của ấn ký cường giả tu vi cao như vậy nhưng bản thân võ giả cũng không thể chịu được bước thăng cấp lớn thế này cho nên về lý thuyết là không được quả thật quả thật khá là thần kỳ nhưng mặc kệ thế nào ta cô cùng cảm kích ân cứu mạng của các hạ a di đà phật vô lượng đại sư đi tới, sau đó hành lễ với Diệp Thiên Dật. Ta vô cùng cảm ơn thí chủ. Vô lượng đại sư nặng lời rồi, ta cũng chỉ vì muốn sống tiếp mà thôi. Diệp Thiên Dật nói. Các vị, mau chóng về nghỉ ngơi để lấy lại sức đi. Ừm. Sau đó, đám đông từ từ rời đi. Đi thôi. Tam Nương nói với Diệp Thiên Dật. Cũng không ai nhắc đến chuyện của phiên thiên ấn mọi người đều biết rõ bây giờ nó nằm trong tay của dịp thiên dật vậy ai còn nhắc nữa không ai có thể nhắc hắn có thể có được phiên thiên ấn đó là bản lĩnh của chính hắn huống hồ dịp thiên dật đã cứu mạng mọi người cho dù muốn nhắc thì cũng ngại mà nói ra chí ít thì trước mắt phiên thiên ấn này đã bị dịp thiên dật có được còn chuyện ấn ký cường giả thật ra đối với những võ giả này mà nói cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì mặc dù dịp thiên dật thi triển thực lực khoa trương nhưng suy nghĩ kỹ lại nếu là vì ấn ký cường giả chuyện này cũng bình thường ấn ký cường giả này thật ra tương đương cái gọi là truyền thừa của cường giả mà ngươi đạt được cường giả kia vì bảo đảm an toàn cho ngươi có thể sẽ dùng sức mạnh cuối cùng của chính mình để giữ lại ấn ký cường giả của hắn ta trong cơ thể ngươi gặp nguy hiểm có thể phóng thích sức mạnh nên có có thể trong thời gian ngắn đạt được tu vi và thực lực cường đại đây là chuyện rất thường thấy. Chẳng qua, giống như Diệp Thiên Dực kiểu như khiến chân thần cảnh trực tiếp đạt được thần tôn, thậm chí là ấn ký cường giả của Tu Vi tiếp cận thần chí cao, tình hình này quả thật lần đầu tiên mọi người nhìn thấy. Hơn nữa, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng chí ít có thể giải thích được. Tam Nương, thương thế không sao chứ? Diệp Thiên Dực hỏi. Ta không có trở ngại gì, điều dưỡng một chút là được tam nương nói với hắn thương thế của mộ dung tình cũng tạm ổn cảm ơn nha diệp thiên đận nói với diệp thiên dật có thể lấy được ấn ký cường giả đẳng cấp này chắc chắn truyền thừa mà hắn có được không phải yếu hơn nữa hắn có toàn thuộc tính còn có phép hủy diệt thật sự rất lợi hại thật ra lúc nãy đã nhìn ra sự khủng khiếp của phép hủy diệt bao gồm phép tạo hóa tại sao nói phép tạo hóa và phép hủy diệt là pháp tắc mạnh nhất thế gian chính là mạnh tại nơi này khi cảnh giới của ngươi đạt đến độ cao nhất định ngươi chính là nghịch thiên và biến thái diệp thiên giật cơ bản không cần ra tay một lần phóng thích phép hủy diệt hàng ngàn người dưới bán thần toàn bộ đều chết hết bán thần cũng chết hai người ngươi nói xem đây còn không gọi là vô địch sao hơn nữa đây còn là điều kiện tiên quyết để diệp thiên giật thiết lập phóng thích đồng thời ở trước mặt nhiều người như vậy nếu hắn chỉ phóng thích đối với một người vạn cổ chí tôn không chết thì cũng tàn tật dù sao phép hủy diệt này phô trương như thế đấy rồi có một ngày dịp thiên giật đạt đến tu vi của thần chí cao vậy hắn gần như là sự tồn tại vô địch chỉ dựa vào một ý nghĩ này mà có thể làm được rất là nhiều chuyện hơn nữa chỉ có tinh thần của hắn linh hồn lực và linh lực đủ hắn có thể làm nhiều chuyện hơn ngươi phải cẩn thận ám minh mộ dung tình lên tiếng nhắc nhở dịp thiên dật ta biết rồi dịp thiên dật gật đầu không chỉ là ám minh thậm chí còn một vài người khác dù gì phiên thiên ấn đã nằm trong tay của dịp thiên dật mọi người đều rất rõ mà tất cả đều biết hắn chỉ có tu vi của chân thần cảnh hắn có thể phóng thích tu vi của thần tôn đó là vì ấn ký cường giả của mình mà dùng xong ấn ký cường giả thì cũng xong cho nên hắn chính là một võ giả chân thần cảnh hàng thật giá thật. Sẽ có bao nhiêu người vì muốn giết người đoạt bảo vật mà đi giết Diệp Thiên Dật đây, bơ giờ hoàn cảnh của hắn rất nguy hiểm. Ta hiểu rồi. Bên kia, nét mặt của Linh U Thánh Nữ khó coi vô cùng. Ai cũng không ngờ lại xảy ra sơ sót như vậy. Thần Tôn, thậm chí đã chết. Tổn thất nghiêm trọng. Thánh Nữ Điện Hạ, ngươi có sao không? đôi mắt xinh đẹp của linh u thánh nữ lóe lên tia sát ý ta không sao phiên thiên ấn mất rồi tổn thất nghiêm trọng nàng cũng đã bị thương ai có thể ngờ lại có người có thể dùng sức mạnh của ấn ký cường giả cường đại như thế cho dù là vậy thật sự cũng ổn nhưng phép hủy diệt thuộc tính không gian sức mạnh thật sự quá cường đại linh u thánh nữ lau máu tươi nơi khóe miệng người đó là ai nàng hỏi thăm đây những người khác cũng nhìn nhau sau đó nói thật ra có một số không biết chắc chính là một thiên tài bình thường độ tuổi chân thần cảnh tam giai này thật ra cảnh giới này thật sự rất thấp lạ lắm lạ lắm vậy mà hắn lại có ấn ký cường giả cường đại như thế thứ gọi là ấn ký cường giả này thật ra cũng tương đối phổ biến trải qua các triều đại cường giả đông như thế họ có vẻ tài giỏi một chút thì có thể giữ được ấn ký cường giả cho nên dù cho ấn ký cường giả này có thể cũng nằm trong dự tính của họ, nhưng có thể khiến thực lực của một người bỗng dưng đạt đến thần tôn, thậm chí là ấn ký cường giả của tiếp cận thần chí cao, điều này không hợp lẽ thường. Cho dù lý thuyết là có thể làm được, nhưng cơ thể, thể phách cũng không chịu nổi sức mạnh kiểu này. Không nổ tung coi như là chuyện tốt rồi. Thánh nữ điện hạ, chuyện này làm sao mới tốt? sự xuất hiện của người kia bỗng nhiên gây rối mọi kế hoạch của chúng ta, thậm chí chúng ta còn gặp tổn thất nghiêm trọng. Linh U Thánh Nữ lạnh lùng nói, báo chuyện tại đây cho nghĩa phụ ta biết, các ngươi nên về nghỉ ngơi để lấy lại sức đi, chuyện còn lại giao cho bổn tôn. Chuyện này, Thánh Nữ Điện Hạ, ngươi muốn một mình đi giành lại phiên thiên ấn sao? Chuyện này quá nguy hiểm. Một vị lão giả nói, có gì mà nguy hiểm chứ? thứ nhất hắn chỉ là một chân thần cảnh mà thôi thứ hai hắn từng dùng ấn ký cường giả về lý thuyết thì cũng đã hết rồi bổn tôn giết một tên bỏ đi như chân thần cảnh còn gặp khó khăn sao nếu bổn tôn không ra tay sớm e là những người khác chắc cũng ra tay rồi phiên thiên ấn trong tay của thần thủ sứ chân thần cảnh chuyện này đúng là tin vô cùng tốt đừng nói là nàng những người khác cũng sẽ tìm cơ hội để ra tay giết một chân thần cảnh đúng là chuyện vô cùng đơn giản những người khác cũng sẽ không tha kế hoạch lôi kéo mộ dung tình tần việc hoặc giết bọn họ không thành công đó cũng là chuyện hết cách lần này chắc chắn không làm được nhưng nàng chắc chắn phải có được phiên thiên ấn lần này tổn thất nghiêm trọng trách nhiệm ở nàng nhưng suy nghĩ thật kỹ hình như nàng cũng đâu cần chịu trách nhiệm gì người kia có ấn ký cường giả hắn ta cũng có thể phóng ra mọi lúc mọi nơi cũng không tồn tại vấn đề hắn trì hoãn thời gian mình mắc câu thôi đi dù sao nàng chắc chắn phải có được phiên thiên ấn huyền thiên thánh khí đẳng cấp này nếu rơi vào tay người khác đó gọi là phung phí của trời nhưng dù cho trong mắt nhiều người phiên thiên ấn chỉ là một huyền thiên thánh khí bình thường họ chắc chắn vẫn sẽ ra tay cướp đồ từ trong tay một chân thần cảnh quá đơn giản chỉ cần có chút cơ hội trực tiếp thì có thể làm được, ai mà không làm, ta hiểu rồi. Vậy thánh nữ Điện Hà, ngươi nhất định phải cẩn thận. Bây giờ bên này toàn là thần thủ sứ, chắc trong thời gian ngắn họ chưa rời khỏi đâu. Một vị lão giả lên tiếng nhắc nhở. "Ừm." Sau đó, Linh U thánh nữ định đi khỏi. "Thánh nữ Điện Hà, vết thương của ngươi không sao chứ?" Thương thế của Linh U Thánh Nữ là vết thương do Diệp Thiên Dật phóng thích phép hủy diệt tạo thành. Nếu là cảnh giới thấp, hoặc là thương thế nghiêm trọng, hoặc là trực tiếp chết đi. Cảnh giới của nàng tương đối mà nói cũng tạm được, vẫn tính là cao, cho nên khi bị thương thật ra cũng không có nặng lắm. Không sao cả, điều tra người kia, báo tin lại cho ta. Rõ. Sau đó, Linh U Thánh Nữ đi khỏi. Nàng tìm cơ hội. Bên kia các thần thủ sứ cơ bản đều trở về nghỉ ngơi chắc họ đều cần thời gian nhất định để dưỡng thương nhưng hễ là người trong đại hậu sơn e là đều bị thương trừ dịp thiên dật ta phải về nghỉ ngơi trước dạo này ngươi cẩn thận một chút e là có người có thể sẽ trực tiếp nhắm vào ngươi mà ra tay đấy mộ dung tình nhắc nhở dịp thiên dật ừm dịp thiên dật gật đầu thật ra không được ngươi ở bên công đoàn thần minh ở đây vẫn rất an toàn tam nương nói thôi đi ta đi về cũng được bản thân ngươi chú ý là được được sau đó dịp thiên dật và mộ dung tình cùng trở về họ ở trên dưới lầu dĩ nhiên là thuận đường thương thế của mộ dung tình vẫn ổn nghỉ ngơi một chút còn lại cũng không phải vấn đề to tát về tới trong nhà dịp thiên dật suy nghĩ một chút sau đó lấy ra túi không gian vô hạn hắn nghĩ cho dù có người đã nhắm trúng mình muốn ra tay đối phó chắc không đến mức bây giờ sẽ ra tay chứ phiên thiên ấn này vẫn có linh lực rất mạnh nếu lấy ra tại đây có thể sẽ có linh lực lộ ra ngoài sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người hay là thôi đi cách tốt nhất của hắn chính là tiến vào túi không gian vô hạn nhưng nếu hắn muốn phiên thiên ấn nhận làm chủ e là cần thời gian nhất định vẫn rất nguy hiểm ta còn cần một nơi an toàn bên công đoàn thần minh cũng không ổn hắn cần một nơi yên tĩnh tuyệt đối sau đó dịp thiên dật trực tiếp rời khỏi nhà nơi này chắc cũng tính là dễ tìm dù sao hắn muốn tiến vào túi không gian vô hạn khách sạn cũng không xong có người muốn ra thì cũng có thể ra được giả ngoại lại càng không được ôi trời dịp thiên dật ngơ ngác đột nhiên hắn phát hiện muốn tìm một nơi an toàn tại thần vực này, không có người quấy rầy còn khó hơn lên trời. Tại chúng thần chi vực, hắn có quá nhiều nơi. Suy đi nghĩ lại, Diệp Thiên giật vẫn trở về nhà. Hắn không tìm được, hắn ở nhà của chính mình, cũng không vào túi không gian vô hạn. Soạt. Sau đó, Diệp Thiên giật bày một kết giới ở trong nhà mình, kết giới có thể ngăn cách linh lực phát tán, sau đó hắn lấy phiên thiên ấn ra. Trong nháy mắt, một cổ linh lực cường đại của phiên thiên ấn này xuất hiện phiên thiên ấn để ta xem thử hiệu quả của ngươi đi sau đó diệp thiên giật lấy phiên thiên ấn đặt trong không trung trước mặt mình sau đó nhắm mắt lại phóng thích sức mạnh ra bắt đầu giao tiếp với phiên thiên ấn dù sao đi nữa phiên thiên ấn này cũng tính là một huyền thiên thánh khí cho dù không cường đại nhưng chắc chắn cũng không yếu hơn nữa huyền thiên thánh khí chắc thuộc linh khí tính công năng thật ra Diệp Thiên Dật chính là cần linh khí tính công năng. Mặc kệ là thăng cấp bản thân hay làm suy yếu người khác, đều được cả. Mà căn cứ theo cuộc chiến với tà thiên tam mô hổ, phiên thiên ấn này chắc có năng lực thăng cấp bản thân thật sự. Diệp thiên dật có linh khí đẳng cấp huyền thiên thánh khí mang tính tấn công cường đại. Yêu tâm thì không cần phải nói. Chí trang chi phong bao gồm vĩnh hằng chi tâm. Hai thanh kiếm này, sao bọn chúng đều là đẳng cấp huyền thiên thánh khí? còn chí trăng chi phong có tổng cộng 6 thanh, thượng quan vũ của minh giới tặng cho mình hai thanh, nay cùng dùng 6 thanh thì sẽ càng khủng khiếp hơn. Diệp thiên giật dần dần bắt đầu giao tiếp sâu sắc với phiên thiên ấn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày. Cũng may, hai ngày nay cũng chưa xảy ra chuyện gì. Còn Diệp Thiên Dật vẫn đang phóng thích thần thức, nếu có gì bất thường, hắn cũng có thể phát giác. Hai ngày sau. Trước tiên là phiên thiên ấn bùng nổ một cổ uy lực cường đại, tiếp theo dịp thiên giật bùng nổ một cổ sức mạnh. Cảnh giới của hắn từ chân thần cảnh tam giai thành công chuyển đến chân thần cảnh tứ giai. Vù. Diệp thiên giật thở ra một hơi đục ngầu, mở mắt ra, không dám tin nhìn lên phiên thiên ấn trước mặt. Chính ngay lúc này, Diệp thiên giật đã nảy sinh một kiểu quan hệ với phiên thiên ấn, đây chính là thể hiện việc nhận chủ thành công. Những người khác muốn giải trừ việc nhận chủ, hoặc là giết diệp thiên giật, hoặc là dùng thủ đoạn khác miễn cưỡng xóa đi ấn ký. Nhưng bây giờ điểm mấu chốt nhất là Diệp Thiên Dật cảm giác hắn và tất cả mọi người đều coi thường phiên thiên ấn. Sao phiên thiên ấn này có thể không xếp vào top 10 huyền thiên thánh khí? Diệp Thiên Dật cho mày. Phiên thiên ấn này chắc chắn sở hữu huyền thiên thánh khí top 10, thậm chí là top 5. Tại sao lại nói như thế? Diệp Thiên Dật từng thấy nhiều huyền thiên thánh khí bao gồm yêu tâm trên tay hắn, còn có phà luân hồi xếp thứ hai. Hiệu quả của phà luân hồi là hấp thụ thọ nguyên của người khác, tiến hành dự trữ, có thể trực tiếp bổ sung thọ nguyên cho người khác. Đồng thời, nghe nói phà luân hồi trong truyền thuyết còn kiểm soát luân hồi, nhưng điều này và năng lực là tin đồn, nhưng cụ thể kích hoạt thế nào thì vẫn chưa biết, thậm chí rốt cuộc có hay không cũng không chắc chắn lắm. Nhưng vậy cho dù là không có, miễn cưỡng hấp thụ thọ nguyên của người khác, có thể cung cấp năng lực nối mệnh cho người khác, đủ xứng tầm ở vị trí thứ hai trong Huyền Thiên Thánh khí. Tuy nhiên, Phiên Thiên ấn này, Diệp Thiên giật cảm giác cho dù không so được hiệu quả của phà luân hồi, cũng tuyệt đối không kém thứ hạng của sách cấm ma. Hiệu quả của sách cấm ma chỉ cần ADN của một người phóng vào một trang nào đó trong sách cấm ma, có thể trực tiếp phong ấn. Hiệu quả cũng vô cùng khoa trương. Nhưng sách cấm ma chỉ có 66 trang mà phiên thiên ấn này có hiệu quả gì có nhiều lắm thứ nhất phong ấn phiên thiên ấn có thể miễn cưỡng tiến hành phong ấn với một số người phong ấn này có rất nhiều loại sức mạnh phong ấn thậm chí là trực tiếp phong ấn người lại phong ấn này khoa trương nhất là gì mặc kệ ngươi là ai mặc kệ ngươi hiểu bao nhiêu pháp thuật cực ngầu mặc kệ ngươi lợi hại ra sao chỉ cần ngươi bị phong ấn chỉ có phiên thiên ấn mới có thể giải trừ phong ấn mà phong ấn của phiên thiên ấn có cực hạn là thần chí cao. Mẹ nó, một linh khí phong ấn cực hạn là thần chí cao, ngươi và hắn nói linh khí này còn chưa xếp vào top 10 huyền thiên thánh khí. Nhảm nhí. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của Diệp Thiên Dật phong ấn thần chí cao cũng không phải hiện thực. Nhưng hiệu quả của linh khí này đủ chứng minh nó không đơn giản. Điều phô trương nhất là gì, ngươi nghĩ một chút, nếu phiên thiên ấn này nằm trong tay của vạn cổ chí tôn, thần tôn hoặc thần chí cao, vậy chẳng phải là vô địch rồi sao, ai dám đánh ngươi chứ? Ngươi nhìn ai thấy chướng mắt thì trực tiếp qua đó phong ấn hắn ta, cho dù phong ấn tu vi, vậy tu vi trên 10.000 năm của người ta thất bại trong gan tất. Thật là kinh khủng. Chắc vạn cổ chí tôn có thể phong ấn thần chí cao. Cho nên Diệp Thiên Dật có vẻ hiểu nguyên nhân mà ám minh này muốn có được phiên thiên ấn e là ám minh này biết hiệu quả của phiên thiên ấn mà họ một khi nắm giữ linh khí này có phải là vô địch không toan rồi nét mặt của dịp thiên vật thay đổi cũng có nghĩa là dịp thiên vật hắn trở thành đối tượng mà ám minh cần phải trừ khử phiên thiên ấn này trong tay hắn ám minh muốn có được phiên thiên ấn chắc chắn phải giải quyết hắn hiệu quả thứ hai của phiên thiên ấn kết giới không sai Phiên thiên ấn có thể miễn cưỡng phóng thích kết giới cường đại, hiệu quả chắc là kết giới không gian. Nhưng kết giới do phiên thiên ấn tạo ra, cường độ rất cao. Hiệu quả này đối với dịp thiên dật mà nói, cũng không tệ. Tại sao chứ, mặc kệ đuổi theo người khác hay là bỏ chạy, kết giới của phiên thiên ấn phối hợp với kết giới không gian của bản thân dịp thiên dật, đều rất hữu dụng. Điều thứ ba, cũng là hiệu quả mà dịp thiên dật thích nhất. Thăng cấp sức chiến đấu phiên thiên ấn có thể thăng cấp sức chiến đấu của dịp thiên vật sức chiến đấu này có hai cách phóng thích thứ nhất hắn phóng thích sức mạnh của phiên thiên ấn hắn có thể thu được thăng cấp sức chiến đấu gấp bội nói thật thì tuyệt đối đừng cảm thấy sức chiến đấu phiên bội khá yếu nha thật sự rất là cường đại hiệu quả này sẽ càng thể hiện mạnh mẽ trong cảnh giới càng cao thử nghĩ một chút một thần chí cao sức chiến đấu có thể tăng thêm gấp đôi phô trương biết bao nghĩ kỹ lại, nếu có một ngày, Diệp Thiên Dật trở thành thần chí cao, tà đế quyết, long thần quyết, chính bản thân có thể khiến sức chiến đấu của mình thăng cấp lên rất nhiều. Cộng thêm phiên bội, đúng là phô trương vô cùng. Thậm chí Diệp Thiên Dật cũng cảm thấy hình như có thể vượt qua phạm trù của thần chí cao. Mà đây không phải hiệu quả toàn bộ của phiên thiên ấn. Nếu ngươi lấy ra được phiên thiên ấn, ném vào hư không, phiên thiên ấn sẽ phóng thích sức mạnh cường đại che chở ngươi còn thăng cấp sức chiến đấu tốc độ thậm chí là phòng ngự cho ngươi sự thăng cấp này không chỉ gấp đôi mà dĩ nhiên đối thủ không hưởng được hiệu quả này muốn giải trừ hiệu quả này đối thủ chỉ có cách tiêu diệt phiên thiên ấn tuy nhiên chuyện này rất là khó tới lúc đó sức mạnh của diệp thiên vật cũng có thể bảo vệ phiên thiên ấn thậm chí phiên thiên ấn trong không trung là không cách nào bị chấn động xem ra hình như ngươi qua đó trực tiếp đánh bật phiên thiên ấn, lấy đi, nhưng cơ bản không làm được. Hơn nữa, hiệu quả của phiên thiên ấn có thể nhóm lại. Bên dưới có 10.000 người, dịp thiên giật có thể khiến 10.000 người thu được sự thăng cấp sức mạnh. Rất kinh khủng. Những hiệu quả này, ngươi dám nói phiên thiên ấn chưa thể lọc vào top 10 huyền thiên thánh khí, tuyệt đối không thể. Cho nên, chắc chắn mọi người đánh giá thấp phiên thiên ấn, chắc chắn mọi người không hiểu hiệu quả cụ thể của nó mà hiệu quả này á minh chắc là biết rõ cho nên bây giờ dịp thiên vật khá là nguy hiểm sau đó dịp thiên vật chuyển động ý nghĩ phiên thiên ấn trực tiếp hóa thành một cổ sức mạnh tiến vào giữa hàng lông mày của hắn sau khi linh khí này nhận chủ sẽ hóa thành sức mạnh nhập vào trong cơ thể ngươi thậm chí dịp thiên vật có thể mượn phiên thiên ấn để tăng tốc tu luyện của mình chắc chắn vô cùng cường hãn. ta thử một chút. diệp thiên giật chuyển động ý nghĩ, thôi động sức mạnh của phiên thiên ấn. trên người hắn bị một cổ ánh sáng trắng bao phủ, đồng thời đỉnh đầu của hắn xuất hiện một hư ảnh của phiên thiên ấn. sau đó khí thế của diệp thiên giật tăng lên. đây chính là thể hiện thăng cấp sức chiến đấu của phiên thiên ấn. nếu lấy của phiên thiên ấn ra, vẫn có thể thăng cấp sức mạnh nhiều hơn. rất sảng khoái. tu luyện thôi sau đó dịp thiên vật giải tán kết giới trong phòng mình ngồi trong gió bắt đầu nhắm mắt suy tưởng tu luyện lại một ngày trôi qua cốc 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 cửa phòng của dịp thiên vật bị ai đó gõ hắn mở mắt ra sau đó hắn đi tới mở cửa mộ dung tình đứng đó ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện rồi đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn dịp thiên vật rồi nói một câu Mộ Dung Tình cũng nhắn hai tin cho Diệp Thiên Dật nhưng không nhận được hồi âm. Nàng lo không biết hắn có xảy ra chuyện gì hay không. Dù gì nàng có thể nghĩ tới nếu một chân thần cảnh tam giai nắm chắc thứ như Phiên Thiên ấn trong tay, mặc kệ là người nào, chắc chắn cũng sẽ liều mạng mà muốn giết chết hắn. Vì giết một chân thần cảnh thì quá đơn giản. Chuyện này còn nhẹ nhàng hơn gấp 100, 1000 lần so với việc cùng nhau tranh đoạt Phiên Thiên ấn ở Đại Hậu Sơn nhưng khi thấy Diệp Thiên Giật, nàng cũng yên tâm. Ta đang ở dưới lầu của ngươi. Nếu có chuyện gì thì chắc chắn sẽ để ngươi biết. Diệp Thiên Giật cười nói. Ừm, vết thương hồi phục thế nào rồi? Mộ Dung Tình hỏi. Ta đâu có bị thương, còn ngươi? Cũng tạm tạm, ngươi rảnh thì tới công đoàn thần minh đi, chắc ngươi có thể nhận thưởng đấy. Diệp Thiên Giật nhướng mày. Còn có phần thưởng ư? Điều đó đương nhiên ngươi coi như đã cứu mạng tất cả mọi người bên thần minh chắc chắn chẳng thể coi như không thấy được tranh thủ bây giờ một số nhân vật lợi hại của thần minh còn đó ta sẽ mang lại nhiều lợi ích cho ngươi diệp thiên giật lộ ra nụ cười được thôi ta mặc đồ đã từng ngươi vào trước đi mộ dung tình gật đầu sau đó đi vào phòng của diệp thiên giật vì chính hắn cũng chưa từng ở đây cho nên khi vừa bước vào căn phòng này thì cơ bản cũng không có gì thay đổi, cũng không nhìn ra Diệp Thiên Dật có lôi thôi hay không. "Ngươi đã thử Phiên Thiên ấn chưa?" Mộ Dung Tình ngồi trên sofa và tùy tiện hỏi. "Ta thử rồi, rất lợi hại." "Ừm, ngươi cảm thấy có cần phải tuyên bố với bên ngoài là giao Phiên Thiên ấn cho thần minh bọn ta?" "Ta không phải chắc chắn sẽ làm vậy, đối với những người ngấp nghé thứ này thì hiệu quả cũng không lớn." nhưng cũng có thể gây ra chút ảnh hưởng mộ dung tình nói nàng vẫn rất để ý đến tình trạng của dịp thiên dật vì hắn thi triển năng lực ra khiến nàng rất ngạc nhiên thậm chí dịp thiên dật cũng xem như là ân nhân cứu mạng của mọi người thôi khỏi đi không cần phải làm vậy đám người kia cũng là người có đầu óc chắc người đáng tin không nhiều không sao đâu dù sao ta cũng không đi lung tung tự ta có thể kiểm soát được Mộ dung tình suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Trong lòng nàng tự có cách nghĩ của mình. Được, đi thôi. Đi. Sau đó, hai người đi tới công đoàn thần minh. Thánh nữ điện hạ, đây là tài liệu về dịp thiên dật. Một vị lão giả đi tới trước mặt của Linh U Thánh nữ, đưa tài liệu về dịp thiên dật cho nàng. Nhiều vậy sao? Linh U Thánh nữ thầm ngạc nhiên trải nghiệm của chính nàng cũng không có nhiều tài liệu như thế. Tên nhóc này, đúng là được coi như truyền kỳ, cho nên về mặt lý thuyết, hắn ở Đại Hậu Sơn thể hiện những kỹ năng đó, có lẽ không đủ làm người khác ngạc nhiên. Vị lão giả kia nói, Ồ! Sau đó, Linh U Thánh Nữ ngồi xuống, nàng vắt chéo chân xem kỹ một số tài liệu về Diệp Thiên Dật. Tinh thông huyền thiên độc khí, tinh thông y thuật nghịch thiên, thánh y bạch thiên hạt cũng chưa chắc là đối thủ của hắn bổn tôn có nghe nói về thánh y bạch thiên Hạc, tuy là nhân vật của chúng thần chi vực, nhưng y thuật vẫn rất mạnh. Y thuật của tên nhóc này hợi hại thế ư. Linh U thánh nữ cảm thấy rất ngạc nhiên. Thánh nữ điện hạ, ngươi xem tiếp đi. Sau đó nàng nhìn qua. Hắn sáng lập ra vạn cổ đệ nhất thần tông tại hạ vực của chúng thần chi vực, trong khoảng thời gian ngắn kinh thường số đông cường giả tụ tập tại hạ vực của chúng thần chi vực, bao gồm kẻ ác ở đại lục, thậm chí một viên đan dược lập tức có thể khiến võ giả thăng cấp thái cổ thần vương cảnh đã thu hút một số lượng lớn cường giả tham gia linh u thánh nữ trầm ngâm một tiếng như vậy cũng tạm thôi nhưng nghĩ tới một võ giả cảnh giới thấp như thế sáng lập ra một tông môn có thể coi thường quần hùng quả thật khá là lợi hại linh u thánh nữ gật đầu thánh nữ điện hạ phía sau vẫn còn sau đó linh u thánh nữ tiếp tục xem qua Đệ tử của Yêu Hậu, hắn là đệ tử của Yêu Hậu tiền bối. Linh U thánh nữ tỏ ra ngạc nhiên. Đúng vậy, thậm chí ta nghi ngờ, hắn có thể là tà đế, vì trên người hắn thi triển những sức mạnh sẵn có trong tà thần chi cốt, chẳng hạn đôi tay của hắn dường như có khả năng vô hiệu hóa linh lực, dường như hắn có năng lực của cấm linh, hắn còn có bất động như sơn. Linh U thánh nữ. Bất động như sơn chỉ có tà thần chi cốt mới có thể bám vào đôi tay vô hiệu hóa linh lực cũng vậy e là hắn quả thật là huyết thống trực hệ của tà tông hơn nữa e là tà thần chi cốt của hắn thức tỉnh hai kiểu sức mạnh một người như vậy quả thật rất có khả năng thật sự sẽ là tà đế thế hệ mới nhưng yêu hậu tiền bối cũng không chắc sẽ để hắn trở thành tà đế ngược lại suy nghĩ của yêu hậu tiền bối có thể khác với những người khác hắn là đệ tử của yêu hậu tiền bối hắn thi triển năng lực lợi hại nhưng vây cánh của hắn vẫn chưa cứng cáp, như vậy lại dễ dàng bại lộ, cho nên vẫn chưa thể nói trước được gì. Vị lão giả kia cũng gật đầu. Sau đó, Linh U Thánh Nữ lại xem tiếp. Cái gì? Toàn thuộc tính. Nàng có vẻ không giữ được bình tĩnh. Đúng vậy, theo điều tra của bọn ta, bao năm qua đáng lẽ hắn nên sử dụng toàn thuộc tính, hơn nữa hắn có hai pháp tắc, phép tạo hóa và phép hủy diệt. Còn về lĩnh vực, Trước mắt không rõ lĩnh vực của hắn là gì. Linh U thánh nữ. Đây là quái vật gì vậy? Toàn thuộc tính, hai pháp tắc, phép tạo hóa và phá hoại, trên đời này, ngươi không tìm ra người thứ hai có số liệu phô trương như thế phải không? Hơn nữa, căn cứ theo tài liệu, từng thuộc tính của hắn đều là tu luyện rất cường đại. Linh U thánh nữ nhíu mày và đọc tiếp một võ giả thất phách cảnh nhất giai tại học viện võ thần đánh bại chân thần cảnh lục giai mà chưa sử dụng linh khí. Thành tích này cũng khiến người ta thấy ngạc nhiên. Dù đám người kia trong mắt nàng đều là một đám cá thối, tôm thối, nhưng vượt qua cảnh giới lớn còn bạ dưới tay đối thủ cảnh giới nhỏ lục giai, cho dù đối thủ là đồ bỏ đi, cũng rất khó làm được. Diệt thần cơ môn, diệt thiên quỷ môn. Chính là hắn. Linh U Thánh Nữ đọc thấy điều này, nàng trực tiếp chấn động mà đứng phát dậy. Đúng. Thần cơ môn có thù với hắn, hắn cũng nhiều lần tiêu diệt số lượng lớn cường giả của thần cơ môn, bao gồm thiên quỷ môn, cũng nằm trong kế hoạch diệt trừ của hắn. Thiên quỷ môn của thần vực tới báo thù, cuối cùng ngay cả tông chủ quỷ thương khung ở đó, vạn cổ đệ nhất thần tông của hắn hình như có một linh khí đẳng cấp huyền thiên thánh khí vô cùng khủng khiếp, có thể khiến thần tôn hóa thành yên diệt ngay lập tức. Linh U Thánh Nữ bước đi chậm rãi. Thánh Nữ Điện Hạ, liệu có cử người tới vạn cổ đệ nhất thần tông mang đồ về không? Không cần, ngươi lui xuống trước đi. Rõ. Sau đó, lão giả kia lui xuống. Thật không ngờ, chúng thần chi vực này lại có một vị thiên tài phô trương đến thế, ánh sáng này tới thần vực e là cũng khó mà che đậy được. Linh U Thánh Nữ trầm ngâm một lúc. Bây giờ nàng bắt đầu cảm thấy có hứng thú với diệp thiên vật. Sau đó, Linh U Thánh nữ tiếp tục đọc một số tài liệu về hắn. Xem ra, chắc hắn có được truyền thừa của mấy chục ường giả mạnh mẽ khác, đồng thời bao gồm y thuật cường đại. Nhưng trong ghi chép này, hắn lại rất tinh thông Huyền Thiên độc khí, bao gồm trận pháp, phù triện cũng tinh thông vô cùng. Đây đúng là một đỉnh cấp thiên tài toàn năng. Còn về cảnh giới của Diệp Thiên Dật không cao, nàng vốn cảm thấy khả năng thiên phú của hắn chính là như vậy. Nhưng nhìn thấy mấy thứ này, nàng chẳng thể nghĩ khả năng thiên phú của hắn không cao. Sau đó, Linh U Thánh nữ lật dở tài liệu, nàng phát hiện tên Diệp Thiên Dật này ở Bắc Quốc chi cảnh 5 năm trước. Mà Diệp Thiên Dật của lúc này, cảnh giới của hắn thậm chí còn chưa đạt tới thiên đạo cảnh. Một tên nhóc còn chưa đạt tới thiên đạo cảnh, thời gian 5 năm, bây giờ hắn đã đạt được chân thần cảnh, thậm chí lúc trước cũng không có lai lịch gì hắn chính là một người đi từ nơi nhỏ sang nơi lớn, vượt ải sông sáo, từ từ. Không, nhanh chóng vùng dậy thành đỉnh cấp thiên tài. Ngươi khiến nàng trong thời gian 5 năm từ thiên đạo cảnh đạt được chân thần cảnh, nàng cũng rất khó làm được. Cho dù là làm được, vậy cũng phải thông qua số lượng lớn tài nguyên tu luyện tốt mới thăng cấp được. Nói thật thì đọc đến đây, vậy mà nàng cảm thấy tôn trọng dịp thiên dật. Đây có lẽ mới là hình tượng võ giả đúng nghĩa trong mắt nàng. Vù. Linh U Thánh nữ thở dài. Mấu chốt. Yêu Hậu vẫn là tiền bối mà nàng tôn trọng nhất. Toàn bộ giới võ giả, nàng không phục ai, nhưng nàng phục tiền bối Yêu Hậu này. Mà Diệp Thiên Dật là đệ tử của Yêu Hậu, cộng thêm nàng đọc những tài liệu này, lại có ấn tượng rất tốt với vị võ giả này, nàng thật sự không muốn giết hắn. Mà bây giờ Phiên Thiên ấn cũng rơi vào tay hắn. Đây chính là một người may mắn cực kỳ. Không thể giết. Linh U Thánh nữ ngồi xuống và trầm ngâm một tiếng. Người này, hắn có thể sẽ trở thành sự tồn tại hết sức quan trọng trong tương lai. Không, đó là lẽ đương nhiên. Hắn sở hữu thuộc tính, pháp tắc, khả năng thiên phú nghịch thiên. Sức chiến đấu của hắn trong tương lai vô cùng khoa trương. Ví dụ như hôm đó tại Đại Hậu Sơn, sau khi hắn phóng thích ấn ký cường giả và phép hủy diệt, đây chính là sức chiến đấu khoa trương của hắn trong tương lai. Tuy nàng người của Ám Minh, nhưng trong lòng nàng vẫn rất sùng bái một số nhân vật giỏi giang. Tuy bây giờ Diệp Thiên Dật không là gì, nhưng sau này chắc chắn là sự tồn tại hết sức quan trọng. Nếu hắn có thể gia nhập Ám Minh, vậy chắc chắn sẽ là sự bổ sung sức mạnh khổng lồ cho Ám Minh. Linh u thánh nữ Trần Ngâm lên tiếng. Sau đó, nàng lấy ra một lá bùa. Nghĩa phụ bên kia truyền đến một giọng nói nghe có vẻ rất bi nghiêm nhưng lại khiến người ta cảm giác có chút ngạt thở u nhi nghe nói ngươi ở bên đó hả đúng vậy nghĩa phụ nhiệm vụ đã thất bại tổn thất nghiêm trọng chí ít ta muốn đem phiên thiên ấn về thất bại thì thất bại thôi phiên thiên ấn có thể lấy lại thì tốt nếu không tiện thì cũng đừng vội ngày tháng còn dài phiên thiên ấn này chắc sẽ là vật trong tay chúng ta thôi diệp linh u gật đầu Ta hiểu rồi, nhưng nghĩa phụ. Nói, không biết ngươi có nghe nói về Diệp Thiên vật chưa? Ta từng nghe, hắn là một thiên tài lợi hại của chúng thần chi vực. Đại trưởng lão cũng từng nói, người này không phải vật trong hồ, còn là đệ tử của Yêu Hậu, bổn tọa có để ý tới hắn, tuy có chút khoảng cách với những người đứng đầu của thần vực, nhưng hắn đã có thiên nhân chi tương, là nhân vật lợi hại. Diệp Linh U thầm cảm thán. Thật không ngờ nghĩa phụ của mình đã chú ý đến hắn. Bây giờ hắn quả thật có chút chênh lệch so với đám thiên tài kia, nhưng năng lực của hắn xuất chúng. Trong cùng cảnh giới, toàn thuộc tính của hắn, phép tạo hóa và phép hủy diệt. Sức chiến đấu quá mạnh. Hơn nữa, hắn mới đạt chân thần cảnh, còn có tiềm năng rất lớn. Bây giờ hắn còn một khoảng cách nữa thì đạt cảnh giới giống những người kia, nhưng khoảng cách này có thể đạt được rất nhiều thứ, Nói không chừng đợi đến ngày mà họ cùng chung cảnh giới, hắn cũng chẳng kém đám người kia." Diệp Linh U nói. "Nghĩa phụ, ta muốn thử xem liệu có thể lôi kéo hắn vào ám minh, ngươi xem." Bên kia im lặng một lúc. "Khó." Hắn ta nói. Linh U hiểu, nhưng lỡ như nếu được thì cũng là sự gia tăng thành tựu đối với ám minh. "Ừm, được, tự ngươi nắm chắc chừng mực, bổn tọa tin ngươi." nếu không được thì lấy phiên thiên ấn về là được. Rõ, Linh U đã hiểu. Đi đi, nhớ kỹ, mọi chuyện phải đặt an toàn của bản thân lên trên hết. Rõ. Sau đó, Diệp Linh U bóp nát tấm phù triện. Diệp Thiên giật. Đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên tia sáng rực rỡ. Một tên khá là thú vị. Thật ra nàng muốn lôi kéo Diệp Thiên giật, có một nguyên nhân rất quan trọng, đó chính là hắn là đệ tử của yêu hậu. Linh U Thánh Nữ thật sự rất tôn trọng yêu hậu. Bao gồm mấy người sư huynh sư tỷ của Diệp Thiên Dật, Lãnh Ngưng, Kiếm Cổ, Kim Cát, nàng đều khá là để ý đến những người này. Bên kia, Diệp Thiên Dật theo mộ dung tình đến công đoàn thần minh. Tam Nương Tam Nương đang đứng trước cửa. Thương thế sao rồi? Tam Nương yêu kiều cười một tiếng, nói, không có trở ngại gì to tác, tiểu ca ca thiên dật cho ta một viên đang dược bát dai rồi mộ dung tình lại nhìn sang diệp thiên giật. Tên nhóc này có thân phận gì, đi thôi, vào trong xem thử bây giờ bên phía thần minh có chuyện gì mới nhất. Ừm. Sau đó, họ cùng nhau đi vào căn cứ của công đoàn thần minh. Tần Việt và những người khác tạm thời vẫn còn ở đây. Chính ngay lúc này, đám người của Tần Việt tập trung trong phòng hội nghị, đợi đám người của mộ dung tình đến. Tới rồi. Ba người họ đi vào. Mộ dung đại nhân. Tam Nương Diệp Tiểu Hữu Họ lần lượt chào Ừm, mọi người đều ngồi cả đi Mộ Dung Tình nói Sau đó, tất cả từ từ ngồi xuống Tần Đại Nhân, có gì xin cứ nói Mộ Dung Tình nhìn Tần Việt rồi nói Tần Việt gật đầu, lần này mở cuộc họp Chuyện đầu tiên ta muốn nói chính là chuyện của Ám Minh Người của Ám Minh đang ở gần thành Bắc Dương Có rất nhiều người chưa rời khỏi, từ ngày hôm nay cho tới một ngày nào đó trong tương lai, mọi người hành động đều phải chú ý một chút. Ngoài ra, Diệp Thiên Dật, ngươi phải để ý hơn, ta sẽ cử người lúc nào cũng đi theo bảo vệ ngươi. Diệp Thiên Dật nói, Tần Đại Nhân, chuyện này thì không cần đâu. Ta và Tam Nương, còn có chị tình là được. Hơn nữa, cơ bản thì ta cũng chẳng bị làm sao hết. Người cứu mọi người tất cả cũng có rất nhiều người cam tâm tình nguyện muốn làm gì đó giúp ngươi. Yên tâm, cũng sẽ không ảnh hưởng cuộc sống thường ngày của ngươi đâu. Tần Việt mỉm cười và nhìn Diệp Thiên Dật. Cũng được. Sau đó, Diệp Thiên Dật gật đầu. Ừm, chuyện tiếp theo, rất quan trọng. Bên Á Minh chắc đã tổ chức một loạt hành động giết thần thủ sứ. Lần này tại Đại Hậu Sơn chính là khởi điểm cho hành động của bọn họ. Sau khi chuyện xảy ra, có vài thứ rất dễ dàng biết được lúc ở đại hậu sơn trải qua vụ tập kích của ám minh họ cũng tra ra nền tảng một chút rất dễ biết một số hành động của ám minh ám minh này định bắt đầu tuyên chiến chính thức với thần minh rồi sao một vị cường giả nói đối thủ trước giờ của ám minh vốn không phải là thần minh chúng ta mà là toàn bộ thần vực một người nói tần đại nhân vậy thì tình hình bây giờ chắc sẽ thế nào đây tần việt nói trước mắt là vậy tin tức chúng ta có được là ám minh đã có hành động đương nhiên ta không tin họ có thể có biện pháp vô cùng hữu hiệu nào đối phó thần minh chúng ta ám sát thần thủ sứ của thần minh chúng ta cũng không phải là chuyện dễ nhưng bây giờ xem ra thần thủ sứ của chúng ta và ám thủ sứ chính thức bắt đầu khai chiến rồi chúng ta vẫn đang chiến đấu ý của tần đại nhân là lúc trước có lẽ chúng ta biết ám thủ sứ là kẻ địch rất khó đi tìm họ nhưng bây giờ chúng ta thậm chí cần phải đi tìm bọn ám thủ sứ để giải quyết đám ám thủ sứ kia. Tần Việt gật đầu, không sai chuyện tiếp theo chính là thần minh nhanh chóng tập hợp số lượng lớn các nhóm nhỏ mục tiêu chủ yếu của những đội ngũ này là điều tra ám thủ sứ rồi giết họ. Ta hiểu rồi. Họ gật đầu. Ngoài ra, gần đây, một số ám thủ sứ quanh thành Bắc Dương vẫn chưa rời khỏi tất cả các ngươi đều phải cẩn thận một chút. Rõ. Sau đó, Tần Việt nói, chuyện tiếp theo liên quan đến Thiên Đế và Thập Nhị Ma Thần. Ám Minh có được sức mạnh của Ám Ma, mà sức mạnh này được Linh U Thánh Nữ kiểm soát trong tay, đối với thần minh hay toàn bộ đại lục mà nói, đây là một vụ vô cùng nan giải trong tương lai. Đám đông gật đầu. Ta tuyệt đối không ngờ, họ lại tìm được sức mạnh của Ám Ma trong Thập Nhị Ma Thần. Tần Việt nói, có thể không chỉ như vậy. Hoặc mấy năm nay, Ám minh này luôn tìm kiếm sức mạnh của thập nhị ma thần, có lẽ họ đã nắm chắc không chỉ là một sức mạnh của ma thần. Mộ dung tình nói, nhưng sức mạnh của thập nhị ma thần, nếu không có thiên đế làm chủ, thật ra cường độ vẫn ổn. Nhưng nếu họ kiểm soát sức mạnh của thiên đế, sức mạnh của thập nhị ma thần là vô cùng lớn. Đám đông cũng nhao nhao gật đầu. Bây giờ toàn bộ đại lục đang tiến hành điều tra sâu sát chuyện về sức mạnh của thập nhị ma thần và thiên đế. Nếu ám minh này thật sự đã kiểm soát không ít, vô cùng nguy hiểm, thậm chí chắc chắn có thể gây ra một trận xung kích không nhỏ đối với đại lục hay toàn bộ thần vực. Chính xác. Ta cũng mong mọi người chú ý hơn. Tuy về cơ bản không có cơ hội để tiếp xúc, nhưng một khi có bất kỳ dấu hiệu nào, vẫn mong mọi người báo cáo với thần minh. Ta hiểu rồi. Chuyện cuối cùng. Ánh mắt của Tần Việt nhìn sang Diệp Thiên Dật. Diệp huynh đệ, Diệp Thiên giật đứng lên. Ánh mắt của đám đông cũng dần dần chuyển sang nhìn hắn. Lần này thần thủ sứ bọn ta có thể chịu tổn thất tiếp như vậy toàn bộ đều nhờ có Diệp huynh đệ, không có người phóng thích sức mạnh của ấn ký cường giả, chúng ta đều chết hết. Đám đông cũng nhao nhao gật đầu. Đúng vậy. Ta vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn đàng hoàng với Diệp huynh đệ. Diệp huynh đệ, ta vô cùng cảm kích. Chính Diệp huynh đệ cũng có không hoang thạch trong tay, có thể mượn sức mạnh của không hoang thạch rời khỏi ám giới nhưng diệp huynh đệ vốn không lựa chọn một mình sống sót mà là vì lựa chọn ra tay vì tất cả bọn ta thậm chí không tiếc phóng thích ra ấn ký cường giả vô cùng quý giá đối với một võ giả hơn nữa ấn ký cường giả mạnh như vậy diệp huynh đệ bọn ta nợ ngươi một ân tình đúng đó chính ấn ký cường giả trên người của diệp huynh đệ là chiêu bài cuối cùng có thể bảo vệ tính mạng của hắn tuy nhiên để cứu chúng ta, hắn đã lấy ra sử dụng, bọn ta đúng là cảm kích vô cùng. Vì nếu Diệp Thiên Dật không dùng, hắn vẫn có không hoang thạch, thậm chí có thể bảo đảm bản thân sống sót. Nhưng hắn vẫn sử dụng, có ý gì đây, không phải là vì bảo vệ tính mạng cho họ hay sao, nhưng thứ này đúng là rất quý giá. Trong lòng mọi người cũng đều hiểu rõ. Tuy nhiên, thời đại này ai cũng không muốn mắc nợ ân tình của người nào cả, nhưng... Hết cách rồi. Chính họ cảm thấy không nhắc thì thôi, bây giờ Tần Việt lại nhắc đến chuyện này, vậy họ đành thuận theo hắn ta mà nói ra. Diệp Thiên Giật nói, mọi người cũng đừng khách sáo. Tất cả đều là đồng nghiệp, nếu ta có năng lực này, cũng không thể thấy nhiều người phải chết như thế. Tần Việt lên tiếng, nói thật thì thời đại này thật sự đa số mọi người có thể đều lựa chọn ngược lại ngươi. Phóng thích ấn ký cường giả ở mức độ này, đối với ngươi mà nói, coi như đem vứt cơ hội bảo vệ tính mạng của mình lần nữa. Sau đó, Tần Việt nhìn sang Diệp Thiên Dật rồi nói, sau này có bất kỳ chuyện gì, ngươi cũng có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Cảm ơn Tần đại nhân. Tần Việt vỗ vai của Diệp Thiên Dật. Nói thật thì Tần Việt hắn ta cũng quả thật là con cưng của trời. Sức chiến đấu của hắn ta rất mạnh, thậm chí một vạn cổ chí tôn như hắn ta cũng có thể đấu qua đấu lại với thần tôn. Nói trắng ra, độ khó này không kém gì so với việc chiến đấu một cảnh giới lớn nhưng hết cách rồi sức mạnh của ám ma quả thật rất mạnh sau đó tần việt từ từ bước đến nói đối với chuyện này ta đã thông báo với cấp trên của thần minh cấp trên đã thưởng cho dịp thiên dật phần thưởng hậu hĩnh phần thưởng này sẽ đồng thời phát cùng bổng lộc lần đầu tiên cho dịp thiên dật tam nương cười và vỗ tay cho dịp thiên dật sau đó rất nhiều người cũng nhao nhao vỗ tay nói thế nào đây đối với chân thần cảnh như diệp thiên vật mà nói phần thưởng này chắc chắn rất hậu hĩnh phải biết là hắn đã cứu rất nhiều người trong đó bao gồm cả mộ dung tình và tần việt phần thưởng này chắc chắn không ít cảm ơn diệp thiên vật chắp tay đây là điều ngươi xứng đáng đồng thời tần việt nhìn sang tần chấn phong nói tần chấn phong hắn ta nhanh chóng đứng dậy tần đại nhân có gì dặn dò Tần Việt nói, cấp trên đồng ý để Diệp Thiên Dật làm thần thủ sứ cấp 4, chuyện này lát nữa sau khi tan họp thì ngươi lập tức đi làm giúp Diệp Thiên Dật. Ồ, đám đông bàn tán xôn xao. Thần thủ sứ cấp 4 à, hắn vừa mới gia nhập thần minh, trực tiếp làm thần thủ sứ cấp 3, sau đó đột nhiên thành thần thủ sứ cấp 4. Đúng là nhanh quá đấy. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, những gì hắn thi triển ra, mọi chuyện hắn làm, thăng cấp một bậc cho hắn cũng không hẳn là vô lý rõ. Tần Chấn Phong gật đầu. Sau đó, Tần Việt nhìn sang Diệp Thiên Dật, nói, Diệp huynh đệ, cảnh giới thấp nhất của thần thủ sứ cấp 4 lẽ ra cũng là trên thần minh cảnh ngũ giai, về mặt lý thuyết là vậy, cho nên có lúc ngươi cũng có thể cần phải để ý an toàn một chút. Để cho Diệp Thiên Dật làm thần thủ sứ cấp 4 là vì muốn thăng cấp địa vị của hắn trong thần minh, phần thưởng này quả thật không tệ. Ta hiểu rồi. Diệp Thiên Dật gật đầu phiên thiên ấn trong tay của diệp thiên dật hắn còn khiến kế hoạch của ám minh thất bại mặc kệ là giết người cướp báu vật hay là để bảo vệ họ chắc chắn là nhắm trúng diệp thiên dật rồi cho nên bây giờ tình cảnh của hắn khá là nguy hiểm cũng quả thật cần có người theo bảo vệ dù gì tu vi của hắn không cao còn về phiên thiên ấn thật ra có thể không chỉ ám minh thậm chí một số người của danh môn chính phái cũng có thể giết người cướp báu vật chuyện đành phải như thế thôi Ai bảo phiên thiên ấn trong tay hắn làm gì? Tan họp trước đi, dạo này mọi người chú ý một chút. Ta hiểu rồi. Sau đó, Diệp Thiên Dật đi theo mộ dung tình và tần chấn phong tiến hành thăng cấp thần thủ sứ cấp 4 cho hắn. Sau khi làm xong, Diệp Thiên Dật, mộ dung tình và Tam Nương đi ra. Tam Nương, bây giờ nhiệm vụ của ngươi à giai đoạn nào? Mộ dung tình tùy tiện hỏi thăm. Khó, trước mắt hình như chưa có bất kỳ manh mối nào tam nương nói với mộ dung tình nàng khẽ trầm ngâm một tiếng mục tiêu vẫn còn ở gần thành bắc dương sao chắc là ở đó nhiệm vụ này cần thời gian và cơ hội nếu không có cơ hội e là quả thật khó mà hoàn thành tam nương nói không sao không phải vội nếu trong thời gian ngắn không cách nào hoàn thành ngươi theo ta về trước đi tam nương gật đầu được ta cho mình thời gian nửa tháng hoặc một tháng nếu vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào, ta sẽ về trước. Tam Nương nói. Diệp Thiên Giật nghe họ nói chuyện mà đơ ra. Hai người về đâu? Diệp Thiên Giật hỏi. Thành phố của bọn ta, cách nơi này hơi xa một chút, ngươi đi chung không? Tam Nương cười rồi hỏi Diệp Thiên Giật. Ta sao cũng được. Dù sao ta cũng vừa mới tới thần vực, hình như cũng không hiểu nơi này cho lắm, đi đâu chẳng phải như nhau cả sao. Mấu chốt là nhiệm vụ quan trọng của ta là thăng cấp thực lực và tu vi của bản thân, chỉ cần có thể thăng cấp cho chính mình, đi đâu mà không được. Diệp Thiên giật nhún vai rồi nói. Tam Nương và Mộ Dung Tình nhìn nhau, Mộ Dung Tình cũng khẽ gật đầu. Sau đó, Tam Nương khoát tay của Diệp Thiên giật, cười duyên một tiếng, được, vậy tới lúc đó ngươi theo ta về. Được thôi. Diệp Thiên giật gật đầu. Được, quyết định như vậy nha, chị Tình, ngươi còn ở đây không tam nương hỏi mộ dung tình lắc đầu trước tiên thì không bên kia còn rất nhiều chuyện được vậy ta không tiễn ngươi mộ dung tình gật đầu đôi mắt xinh đẹp nhìn dịp thiên vật nói chú ý an toàn yên tâm đi ta đi đây sau đó mộ dung tình bèn rời khỏi đi thôi theo ta làm nhiệm vụ tam nương nói với dịp thiên vật Diệp Thiên giật gật đầu. Sau đó, hai người rời đi. Thật ra hai người cũng không làm chuyện gì quan trọng. Diệp Thiên giật theo Tam Nương đi tới đi lui trong thành Bắc Dương. Nàng cũng không nói mình làm gì, giống như đang điều tra một số thứ gì vậy. Tam Nương, nhiệm vụ của ngươi là gì vậy? Ta có thể biết được không? Diệp Thiên giật hỏi. Ừm. Tam Nương khẽ trầm ngâm một tiếng, sau đó nói, được, nói cho ngươi nghe cũng không sao. Nhiệm vụ của ta là gần thành Bắc Dương hình như có cấp cao của một phân hội nào đó phản bội. Ồ! Gia nhập ám minh. Nói không chừng là đã gia nhập ám minh, nhưng chắc chắn có liên quan đến ám minh hay thế lực dưới trướng của ám minh. Có lợi ích gì không? Là cấp cao của một phân hội nào đó của thần minh, chắc thực lực không tệ. Hơn nữa, đại ngộ chắc cũng không tồi chứ. Tam nương nhún vai, nói, vậy thì ai biết được. Có lẽ người ta cho hắn ta nhiều lợi ích hơn, hoặc hắn ta có giả tâm lớn hơn thì sao? Diệp Thiên giật gật đầu. Còn chưa có manh mối. Vẫn chưa. Chắc cũng không phải ngày một ngày hai rồi, ta cũng nắm được nhiều manh mối rồi sâu chuỗi lại, mới suy đoán như vậy. Có một con sâu như vậy, chắc chắn không tốt đối với thần minh, cần phải lôi hắn ta ra. Tam Nương nói. Nói vậy, trong thần minh hắn ta có thể làm gì ví dụ tiết lộ cơ mật và hành động của thần minh tam nương nói đây chỉ là một chuyện ngươi cũng biết ám minh và thần minh là hai thế đối lập ám minh này phân bố thế lực ở năm đế quốc còn thần minh hình như có thế lực lớn nhất toàn bộ đế quốc thánh dương cũng xung đột lợi ích lớn nhất với họ đối với họ mà nói những danh môn chính phái kia cũng không quan trọng bằng việc đối phó thần minh tam nương thượng lại nói tiếp khi nãy ngươi cũng nghe nói rồi, ám minh này bắt đầu giết thần thủ sứ, thật ra từ trước tới nay bọn họ luôn làm chuyện này, chẳng qua dạo này có thể hành động lớn hơn. Đối với họ mà nói, giết thần thủ sứ của bọn ta chính là một trong những nhiệm vụ lớn nhất của họ. Tuy thần thủ sứ trong thần minh của bọn ta nhiều, nhưng chắc chắn không phải nhiều vô số. Hơn nữa, hệ ai có thể trở thành thần thủ sứ, đó đều là khả năng thiên phú, tồn tại năng lực tương đối xuất chúng. Phóng tầm mắt nhìn, cho dù là thần thủ sứ cấp 1 thì chắc chắn cũng là thiên tài. Huống hồ, mỗi người bọn họ đều có không gian trưởng thành rất lớn. Mà Ám Minh này, một khi họ giết mấy người thần thủ sứ bọn ta, đối với chúng ta mà nói, tổn thất là rất lớn, ngươi nghĩ thử xem, họ quanh năm làm vậy, liên tiếp mấy chục năm, mấy trăm năm. Bao năm qua, thần thủ sứ bọn ta tổn thất bao nhiêu? Đối với cường độ của toàn bộ thần minh mà nói, sẽ tổn thất bao nhiêu. Hơn nữa, ánh mắt của họ nhìn rất xa, họ không chỉ muốn giết thần thủ sứ cảnh giới cao, cảnh giới chưa phải rất cao, mà còn cả người chưa trưởng thành cũng là mục tiêu của họ. Cho dù là một thần thủ sứ cấp một yếu đi nữa cũng như vậy. Diệp Thiên giật gật đầu. Sau đó, Tam Nương nói tiếp, mà nếu là một cấp cao nhỏ bán đứng chúng ta, ngươi nghĩ xem, hắn ta có thể nắm bắt hành động của một số thần thủ sứ. Vậy có phải nói cho ám thủ sứ biết người của chúng ta sẽ đi đâu, làm gì, từ đó họ có thể mai phục, thậm chí có thể tính toán đợi khi chúng ta đi ngang, sau đó án cho chúng ta một đòn chí mạng. Nhưng như vậy cũng dễ dàng bị phát hiện rồi chứ? Tam Nương lắc đầu, cũng không dễ dàng đến vậy. Bình thường mà nói, một khi thất bại có nghĩa là toàn quân thần thủ sứ bị tiêu diệt. Hơn nữa, thật ra có khá nhiều đều là thần thủ sứ riêng lẻ làm, ngươi nói xem nếu hắn ta chết, chúng ta cũng biết hắn ta đã chết, vậy sao còn xác định hắn ta bị phản bội? Chính xác là vậy. Diệp Thiên giật lại lắc đầu. Vậy bây giờ ngươi có đối tượng nghi ngờ không? Tam Nương nói, quá khó rồi, chỉ riêng một phân hội của Thành Bắc Dương, cấp cao nhỏ cũng có không dưới 10 người. Hơn nữa, nếu bao gồm đội trưởng, vậy thì chỉ mấy chục người, làm sao tìm đây? Tam Nương xoa huyệt Thái Dương, ngươi tuyệt đối đừng nói với bất kỳ ai ta tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ vậy ngươi còn nói cho ta biết ngươi cứu mạng của chúng ta ta tin ngươi hơn nữa ngươi là đội viên của ta nói không chừng ngươi còn có thể giúp ta nữa diệp thiên giật nhún vai tam nương dẫn theo diệp thiên giật tiếp tục tìm kiếm mà chẳng có manh mối còn bên kia trong phân hội thành bắc dương tần chấn phong đang gọi điện ngươi nói diệp thiên dật hả tần chấn phong nói nhỏ vô cùng cẩn thận thật lòng xin lỗi bây giờ ta quả thật không biết rõ tên diệp thiên dật này đang làm gì hắn cũng không nhận nhiệm vụ cho nên ta tạm thời không cách nào cung cấp hành tung của hắn cho ngươi được đúng vậy hắn tạm thời không nhận nhiệm vụ nếu nhận nhiệm vụ ta có thể nói cho ngươi biết nhưng với năng lực của thánh nữ điện hạ chắc tùy tiện cũng biết được vị trí của hắn chứ tần chấn phong nói ta đã hiểu thuộc hạ không nhiều lời nếu có chuyện gì mong ngươi có thể dặn dò bất cứ lúc nào sau đó bên kia cúp máy tần chấn phong trực tiếp đập vỡ điện thoại vù sau đó hắn ta hít sâu một hơi phiên thiên ấn đôi mắt của tần chấn phong khẽ nghiêm nghị hắn ta cũng muốn có phiên thiên ấn này đường đường là thánh nữ điện hạ của ám minh mà lại vì phiên thiên ấn này mà không rời khỏi thành bắc dương. có lẽ phiên thiên ấn lợi hại hơn cũng chưa chắc. dù gì đây là nhiệm vụ của thánh nữ điện hạ, nàng không hoàn thành chắc chắn là muốn ở lại để hoàn thành nhiệm vụ rồi hẳn nói. tên diệp thiên vật này cũng quả thật không đơn giản. với sức của một người mà cứu được tất cả mọi người. hơn nữa họ còn có thể có ấn ký cường giả cường độ này, sau khi dùng xong. Vậy mà hắn hình như cũng không bị tác dụng phụ to tác. Đúng là không hợp lẽ thường mà. Ra đây đi." Tần Chấn Phong nói. Trong phòng hắn có một bóng dáng đi ra. "Hội trưởng." Lạc Vân chấp tay. "Ừm, ngươi cũng đã nghe những lời lúc nãy, bây giờ thánh nữ điện hạ rất muốn giết tên Diệp Thiên Dật này, lấy phiên thiên ấn. Nếu ngươi làm tốt chuyện này, ta nghĩ thánh nữ điện hạ chắc cũng sẽ không bạc đãi ngươi đâu." Tần Chấn Phong nói với Lạc Vân. Có hội trưởng ủng hộ, ta chắc chắn có thể làm tốt việc này. Tần Chấn Phong gật đầu. Ừm, cũng không thể nói ta ủng hộ ngươi được, ta và ngươi đứng cùng chiến tuyến, nhiệm vụ của ngươi là để ý tên Diệp Thiên Dật nhiều vào, nếu hắn tạm thời không nhận, ta sẽ tìm cơ hội để giao một nhiệm vụ cho hắn. Lạc Vân gật đầu, được, tới lúc đó cần ta ra tay không? vì tới lúc đó tìm cơ hội để kéo dịp thiên dật làm nhiệm vụ với một người khác một khi ra tay chắc chắn phải khiến họ chết cho nên lạc vân sẽ hỏi câu như vậy hắn ta chắc chắn không thể chết được ngươi cũng đi thì cần nhóm của ngươi mới có lý do để hắn qua giúp nhưng hắn thuộc nhóm của tam nương nếu hắn đi tam nương chắc chắn phải đi chứ tam nương này xem ra không đơn giản vậy đâu khi đó tại đại hậu sơn thực lực của nàng cũng quả thật không yếu vậy mà đạt thái cổ thần vương cảnh, cũng làm ta ngạc nhiên. Tần Chấn Phong nói, tam nương này còn có nhiệm vụ trong tay, hơn nữa chắc chắn là một nhiệm vụ rất quan trọng. Không sao, chúng ta đừng quá hấp tấp, tìm cơ hội đã. Ta hiểu rồi. Đôi mắt của Lạc Vân lóe lên một tia sát ý, dịp thiên giật, hắn cần phải khiến tên này chết không đất chôn thay. Bên kia, Diệp Thiên Dật và Tam Nương cũng không thu hoạch được gì mà quay về. Tam nương, ta đi tìm nhiệm vụ làm. Diệp thiên giật nói. Ngươi. Tam nương liếc diệp thiên giật, nói, dạo này ngươi còn muốn xuất đầu lộ diện sao? Quá nguy hiểm, không biết có bao nhiêu người đang dòng ngó ngươi đấy. Không chỉ là người của ám minh, thậm chí còn có một số người của danh môn chánh phái, ngươi chỉ là một chân thần cảnh, trong mắt họ, cướp lấy phiên thiên ấn từ tay một chân thần cảnh cũng không phải chuyện khó. Ta biết, nhưng nếu tung tích của ta bị tiết lộ thì sao? Diệp Thiên giật nói. Tam nương cao mày. Ý của ngươi là. Ngươi muốn làm mồi nhữ. Tam nương cũng không phải là kẻ ngốc. Nàng lập tức hiểu suy nghĩ của Diệp Thiên Dật. Bây giờ đám người của Linh U Thánh Nữ chắc đang trong chặt Diệp Thiên Dật. Mà bên thần Minh, phân hội ở thành Bắc Dương lại có gián điệp của Ám Minh. Nếu Diệp Thiên Dật nhận nhiệm vụ, họ sẽ truyền tin này cho đám người của Linh U Thánh Nữ không chừng gián điệp của ám minh trong, phân hội ở thành Bắc Dương có lẽ sẽ ra tay, một khi như thế. Vậy ít ra, cũng có thể là một đòn phản công của thần minh dành cho ám minh, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiên giật hỏi. Không được, quá mạo hiểm rồi. Tam Nương cho mày rồi nói. Nhưng đây quả thật là một cách. Diệp Thiên giật đáp. Sau đó, hắn nói tiếp, yên tâm, đừng quên ta có không hoang thạch nhưng ngươi có không hoang thạch cũng không phải bí mật, họ cũng biết ngươi có nó. Cho nên, bọn họ chắc chắn sẽ loại trừ nguyên nhân ngươi có không hoang thạch, họ bảo đảm có thể đối phó không hoang thạch của ngươi nên mới ra tay. Hơn nữa, với năng lực của họ, nhất định có bản lĩnh như vậy. Sau đó, Diệp Thiên giật hỏi, nhưng Tam Nương, ngươi có biết có thứ gì có thể đối phó không hoang thạch không? Cái này. Tam Nương do dự một lúc. Nàng suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu. Về mặt lý thuyết, không hoang thạch là không gian trí cường, chẳng có không gian nào, kết giới nào có thể tùy tiện dùng không hoang thạch để nhốt người cả, muốn đối phó không hoang thạch, vậy chỉ có sức mạnh của không gian cường đại có thể đối đầu với cường độ của không hoang thạch trong tay ngươi. Sau đó, Tam Nương nhìn sang Diệp Thiên Dật, hỏi, không hoang thạch của ngươi cũng không lớn hả? Với năng lực của ám minh bọn họ, muốn cưỡng ép tung ra không gian cường đại khiến sức mạnh của không hoang thạch trong tay ngươi không đủ để ngươi ra ngoài, lẽ nào không khó ư? Nhưng Tam Nương, ngươi suy nghĩ đi. Nếu ngươi là người của ám minh, ngươi rõ ràng có người của mình có thể đối phó ta trong bóng tối, ngươi sẽ chọn tự mình mạo hiểm đi làm chuyện mà ngươi không nắm chắc à? Họ có thể không biết không hoang thạch trong tay ta lớn cỡ nào. Tam Nương nghe Diệp Thiên Dật nói vậy thì cho mày. Tên Diệp Thiên Dật này, hắn đã nghĩ đến mức này rồi ư, chỉ có thể nói, nàng quá coi thường tên nhóc này. Suy nghĩ kỹ một chút, rõ ràng họ có thể lợi dụng gián điệp của ám minh, tại sao bản thân phải mạo hiểm, ý của Diệp Thiên Dật rất đơn giản. Nếu hắn đi làm nhiệm vụ, thật sự không chắc người của ám minh ra tay, vì Diệp Thiên Dật có không hoang thạch, họ có cách đơn giản hơn. Họ hoàn toàn có thể lợi dụng gián điệp của ám minh sắp xếp trong thần minh, vì họ có thể dễ dàng tiếp cận Diệp Thiên Dật hơn sau đó, đột nhiên tập kích hắn. Không nhất định phải giết hắn, nhưng tuyệt đối có thể đánh một chân thần cảnh trở tay không kịp. Sau đó, Diệp Thiên Giật nói, tới lúc đó, Tam Nương ngươi phải chú ý một chút, đám người của thần Minh tiếp cận ra, vậy thì trong đám người này, có lẽ có thể trở thành đối tượng có chút khả nghi đó. Được. Tam Nương cũng gật đầu. Phải nói đây là cơ hội lần đầu của nàng. Mà kế hoạch này của Diệp Thiên Giật quả thật rất hay vì bây giờ tam nương tin không ai biết nàng đã nghi ngờ trong phân hội của thành bắc dương có gián điệp chuyện này là bản thân nàng và mộ dung tình đang làm rất bí mật không thể hiện ra ngoài trừ phi nàng và mộ dung tình xảy ra vấn đề sau đó đôi mắt xinh đẹp của tam nương nhìn sang diệp thiên dật đầu óc của tên nhóc này đúng là dễ dùng sau đó tam nương nói chúng ta ên một kế hoạch cụ thể chút đi diệp thiên dật nói bây giờ đơn giản chính là một vấn đề, rốt cuộc là ta đi dụ họ ra hay là ngươi tranh thủ lặng lẽ sắp xếp số lượng lớn thần thủ sứ mai phục họ tại đây, đánh úp bọn họ. Vế trước, nguy hiểm tương đối ít, làm gì làm thì chắc cũng có một ít thu hoạch. Về sau, điều cần lo là tìm người trong này, lỡ như có gián điệp của ám minh thì sao? Vậy thì, kế hoạch thất bại trong gan tất, ngược lại có thể sẽ bị bọn họ tương kế tự kế. Tam nương hơi trầm ngâm ngươi cảm thấy thế nào sau đó nàng hỏi dịp thiên dật hắn nói điều ta đang nghĩ là nếu không chỉ có một gián điệp thì sao ví dụ như có hai người mà hai người này có một người địa vị thấp một người địa vị cao trong thần minh tên có địa vị thấp một chút ra tay người có địa vị cao chỉ điểm hắn vẫn chưa để lộ thì sao cho nên ý của ngươi là ngươi muốn dụ hắn ra khỏi hang để ta xác định một số đối tượng tình nghi sau đó cố hết sức tìm cho được gián điệp trong số đối tượng tình nghi, đồng thời mượn sức của hắn ta để tìm đến cấp cao hơn. Tam Nương hỏi, đây là thiết lập nền tảng hoàn mỹ hơn để hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa cũng xác định không chỉ có một gián điệp. Tam Nương nói, bây giờ manh mối mà ta tra được quả thật không cách nào xác nhận rốt cuộc là một hay không chỉ có một người. Khó xử nha. Sau đó, Tam Nương nói, ngươi nói rất đúng, chúng ta phải bình tĩnh, tìm cho ra tất cả mọi người, nếu không chỉ có một người, vậy cho dù bắt được một trong số đó, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại còn đánh rắn động cỏ. Vậy chúng ta theo cách thứ nhất. Ta đi làm nhiệm vụ trước, có thể xem thử có dụ ra được không, ta nghĩ chắc là được. Sau đó, ta khóa chặt đối tượng tình nghi, từ đám thần thủ sứ mà ngươi tiếp cận dụ ra. Diệp Thiên giật gật đầu. Nhưng vẫn còn một vấn đề, hắn ta ra tay với ngươi thì sao? Tam Nương hỏi. Ra tay với Diệp Thiên Dật thì có hai khả năng. Thứ nhất, Diệp Thiên Dật không phản ứng kịp mà xảy ra chuyện. Thứ hai, Diệp Thiên Dật phản ứng lại, cũng chạy thoát. Nhưng đối phương bị lộ, điều đó có nghĩa là hắn có thể bỏ chạy, đồng thời nếu thần minh còn cấp trên của hắn ta, vậy thì cũng đã đánh rắn động cỏ. Vậy thì hết cách rồi, chúng ta chỉ có thể cố hết sức để chuyện này mang lại lợi ích lớn hơn cho chúng ta. Tam nương trầm ngâm một tiếng. Ta hiểu rồi. Nàng gật đầu. Cái gì gọi là mang lại lợi ích lớn hơn. Nếu có thể hất bại, nói cách khác là không mang lại hiệu quả tốt như vậy, vậy thì hãy cố gắng để nàng loại trừ một đối tượng tình nghi. Đây cũng như một thu hoạch. Tổng cộng có 8 người trong toàn bộ hệ thống của thành Bắc Dương có thể thấy Diệp Thiên Giật xác nhận nhiệm vụ gì. Hội trưởng Tần Chấn Phong, còn có 2 người thần thủ sứ cấp 5, Năm người thần thủ sứ cấp 4. Vì bây giờ Diệp Thiên Dật đã là thần thủ sứ cấp 4, hắn nhận nhiệm vụ gì, người dưới thần thủ sứ cấp 4 thì không nhìn thấy. Đơn giản mà nói, sau khi Diệp Thiên Dật nhận nhiệm vụ, tám người bọn họ có thể biết hắn nhận nhiệm vụ gì. Mà nếu có người của thần minh tiếp cận Diệp Thiên Dật và ra tay với hắn, vậy chứng minh trong tám người này chắc chắn có gián điệp, chứng minh không chỉ có một gián điệp. Nếu là bản thân họ ra tay, vậy là tốt nhất. Chứng minh chỉ có một người mà họ có thể lập một kế hoạch để tam nương chí ít cử ra một người trong số tám người này, thậm chí là trực tiếp khóa mục tiêu, đi thôi, ngươi cần chuẩn bị gì không? Tam nương hỏi. Ta không cần, lúc nào cũng được. Đi. Sau đó, hai người đứng lên trở về công đoàn thần minh. Sau khi quay về, Diệp Thiên Dật trực tiếp nhận một nhiệm vụ của thần thủ sứ cấp 4 hơn nữa bảo đảm bên cạnh không ai nhìn thấy hắn nhận nhiệm vụ gì dịp thiên vật đợi khi hắn ra ngoài tam nương chỉ vào dịp thiên vật rồi gọi tam nương có chuyện gì không hai người bắt đầu diễn kịch ngươi điên rồi sao bây giờ ngươi còn ra ngoài ta rảnh rỗi không có gì làm mà không được ta lệnh cho ngươi không được đi tam nương nói hai người cãi nhau ầm ĩ cũng thu hút không ít sự chú ý trong công đoàn thần minh tam nương ta là thần thủ sứ ta có tư cách tiếp nhận nhiệm vụ và nhận điểm tích lũy lẽ nào ngươi không biết chuyện này quá nguy hiểm sao tam nương quát lớn một tiếng không sao ta có thể có cách bảo toàn tính mạng được rồi đừng nói nữa ta đi làm nhiệm vụ đây sau đó dịp thiên dật nghênh ngang rời đi tức chết ta mà tam nương tỏ ra phẫn nộ tam nương có chuyện gì vậy một số người vây đến hỏi trên người tên nhóc thối này có phiên thiên ấn mà còn muốn ra ngoài gây sóng gió ngươi ngăn cũng không ngăn được tức chết ta mà một người an ủi trẻ tuổi nóng tính mà giỏi cho một tên trẻ tuổi nóng tính đợi khi hắn xảy ra chuyện thì ta xem thử hắn có hối hận không không được ta phải đi nói với hội trưởng một tiếng sau đó tam nương vội vàng rời đi tới chỗ của Tần Chấn Phong. Không sai. Trong tám người, nàng muốn thăm dò Tần Chấn Phong nhất. Hội trưởng, hội trưởng. Vẻ mặt của Tam Nương phẫn nộ, vội vàng tìm Tần Chấn Phong. Hắn ta vừa mới cúp máy, sau đó quay người lại. Sao vậy? Hội trưởng, ta không quản nổi tên Diệp Thiên Dật kia, trên người hắn có phiên thiên ấn mà còn dám ra ngoài. Hắn cảm thấy bản thân có không hoang thạch thì giỏi lắm à, hội trưởng, Ngươi có quyền tạm thời hủy tư cách nhận nhiệm vụ của hắn trong mấy ngày này đúng chứ? Tới lúc đó ngươi hủy cho hắn đi." Tam Nương nói. Tần Chấn Phong gật đầu, "Ừm, không thành vấn đề. Nhưng bây giờ hắn đã nhận nhiệm vụ rồi. Vậy ta tạm thời không có tư cách hủy nhiệm vụ này rồi." Hai, tức chết đi được. Hắn nhận nhiệm vụ gì vậy? Cấp mấy? Nhiệm vụ cấp 4, nhiệm vụ của viêm hồn thú trước tiên không nó nguy hiểm bên ngoài, hắn đạt cảnh giới gì, cũng phải đi dẹp yên viêm hồn thú. Tam Nương nói, được rồi, trên người của hắn có không hoang thạch, chí ít chắc cũng không nguy hiểm gì đâu. Không được. Ta phải đi giấu tin hắn nhận nhiệm vụ, không thể để người ta khác nhìn thấy. Trừ ám minh ra, thậm chí ta cũng lo người trong nội bộ thần minh chúng ta có thể có người sẽ dòng ngó phiên thiên ấn của hắn. Sau khi thấy hắn nhận nhiệm vụ, có thể sẽ ra tay với hắn, ta đi đây." Tam nương nói xong thì vội rời khỏi. Điều không ngờ là nàng đã che giấu nhiệm vụ này từ lâu. Cho nên nếu có người ra tay với Diệp Thiên Dật, đồng thời để lộ hắn ta là người của Ám Minh, vậy thì chắc chắn có Tần Chấn Phong trong đó. Nếu không có, có thể trực tiếp loại trừ Tần Chấn Phong khỏi diện tình nghi. Sau khi Tam nương đi, Tần Chấn Phong đã liên lạc với Linh U Thánh nữ. Thánh nữ điện hạ, tên diệp thiên giật kia sang chỗ viêm hồn thú rồi. Tần chấn phong nói. Vậy sao? Ngươi cho người tiếp cận hắn ta, tìm cơ hội mà ra tay. Hắn có không hoang thạch, nếu bổn tôn ra tay, hắn có thể chạy mất. Ta đã hiểu. Tần chấn phong cúp máy. Cho dù diệp thiên giật xảy ra chuyện, sẽ có người nghi ngờ nội bộ có gián điệp cũng chẳng sao cả. Thậm chí nghi ngờ đến hắn ta cũng không hề hấn gì hắn ta hoàn toàn có thể nói trong thời gian này có người khác đã thấy nhiệm vụ của dịp thiên dật mà ra tay hắn ta cũng không cách nào đi xác nhận sự việc vì hắn ta cũng phải đi làm nhiệm vụ nâng cao quyền lợi của bản thân mới có thể nhìn thấy nhiệm vụ của dịp thiên dật hắn tay chắc không nhanh bằng tam nương không cần phải đi hắn ta cũng không thấy có vấn đề gì mà dịp thiên dật cũng đã tới chỗ ở của viêm hồn thú Nhiệm vụ này, hắn cũng xem rồi thuận tiện mà làm. Đương nhiên, nhiệm vụ quan trọng là phải tìm ra gián điệp trong công đoàn của thành Bắc Dương. Tam nương đã liên hệ với Diệp Thiên Dật. Thiên Dật, chuyện đã làm xong rồi. Diệp Thiên Dật gật đầu, được, ngươi thăm dò ai vậy? Hội trưởng. Diệp Thiên Dật. Đúng là ngươi tài giỏi, ta còn tưởng ngươi sẽ thăm dò những người khác ấy chứ. Tam nương nói Trình độ ta nghi ngờ tất cả mọi người là như nhau, và chuyện đi thăm dò người khác thì chi bằng thăm dò hội trưởng của công đoàn Thành Bắc Dương cũng đáng. Hơn nữa, đối với hắn Bắc Dương mà nói, cho dù là ở xa hơn, một hội trưởng cũng thật sự có khả năng phản bội, ta cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Không sao đâu." Tam Nương nói tiếp, "Lúc ta nghe ngươi nhận nhiệm vụ thì đã che giấu tin tức này rồi. Điều này dẫn đến dù cho là thần thủ sứ cấp 4 cấp năm cũng không có tư cách nhìn thấy ngươi nhận nhiệm vụ gì, hội trưởng cũng không được, nhưng chỉ có hội trưởng biết ngươi đi làm nhiệm vụ gì, cho nên hệ ngươi gặp phải ám thủ sứ đã chuẩn bị đầy đủ, hoặc gặp phải thần thủ sứ thì đều phải cẩn thận. diệp thiên giật nói, ta hiểu rồi. trên đường đi ta cũng phải cẩn thận, ta đã dịch dung, cho nên cơ bản loại trừ những ai nhắm vào căn cứ địa của công đoàn đều là người muốn ra tay với ta vì phiên thiên ấn, thật phiền phức ngươi nhất định phải chú ý an toàn, chúng ta duy trì liên lạc mọi lúc. Được. Sau đó, Diệp Thiên giật cúp máy. Túc túc. Diệp Thiên giật bật máy ảnh nhỏ xíu trước ngực mình. Đây là bằng chứng cho thấy hắn lưu lại chứng cứ một khi gặp người tiếp theo. Diệp Thiên giật dịch dung trước rồi gọi taxi, sau khi tới một nơi nào đó, mượn sự trợ giúp của sức mạnh không gian của mình không ngừng nhảy vào không gian, cũng chẳng mấy chốc đã tới một nơi cách đó hơn 200 km đây là viêm hỏa chi địa